Xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Haseo Mission Ninida. Quay trở lại phần 134 ngày hôm nay đó quý vị. Thì cái việc này gấp quá, Mission chia sẻ trước cái này nha quý vị. Và sau đó thì Mission sẽ nói về cái vấn đề đứa con vô ơn tiếp quý vị. Cái câu chuyện đầu tiên có một em trai gửi về Mission như thế này đây quý vị. Chị ơi, em theo dõi chị rất lâu, hôm nay em mới dám nhắn tin cho chị. Xin chị cho em lời khuyên em phải làm sao. Em đã làm chuyện loạn lưng với chị họ của em và đã có con. Bây giờ em bế tắc quá. Chuyện của em là như thế này. Em lên thành phố để học đại học. Ở nhà của chị họ, bà con là con của bà dì ruột của em, là chị của mẹ. Một hôm chồng chị ấy đi vắng nhà, hai chị em buồn mới rủ nhau nhậu. Đến khi cả hai đều ngà ngà xỉn thì chị ấy lao vào ôm hôn em. Rồi chị ấy mới cởi đồ ra hết, kêu em ôm chị đi. Vì lâu lắm rồi chị không có cảm giác thỏa mãn. Thật sự lúc đó em thấy trong người nóng rang, vì em là trai mới lớn. Thế là em không kiềm chế được mà đã làm chuyện đó với chị họ. Lúc đó em không dám nhìn xuống chỗ đó của chị, vì em không kiềm chế được. Vì lúc đó em và chị có sự ham muốn nó làm sao ấy mà em không thể diễn tả được. Thế là em và chị trần trụi không một mảnh vải. Trong đầu em nghĩ nếu anh rể mà biết thì em không biết phải làm sao. Thật sự em rất sợ. Nhưng rồi sau đó em và chị cũng lại vẫn tiếp tục và lén lút, vì cả hai đều nhớ đến cái cảm giác đó. Quan hệ với nhau cho đến khi có hai vạch, chị ấy đã có thai 4 tháng. Sau khi có thai, chồng chị ấy rất thương chị, chiều chuộng chị nói cái gì chồng cũng nghe. Những lúc em thấy anh rể âu yếm với chị, em thấy rất khó chịu. Từ khi chị có thai và chị nói không có quan hệ với chồng vì muốn giữ sức khỏe cho đứa bé. Nhưng với em, chị ấy vẫn muốn âu yếm và quan hệ với em. Chị ơi, bây giờ em phải làm sao? Nếu ở trong nhà thấy cảnh vợ chồng của chị ấy thân mật, em chịu không nổi. Mà đứa con đó là của em, và chị nói với em là không thể công khai để lấy em được, vì tụi em là chị em bạn dì ruột. Nhưng bỏ chị thì em không làm được. Chị nói sống chung với chồng nhưng không có cảm giác với chồng, chỉ có cảm giác với em. Em mong chị cho em lời khuyên em phải làm sao. Em cảm ơn chị Mi Sơn rất nhiều. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe để sống lâu, giúp cho những hoàn cảnh gặp bế tắc như em mà không thể nào nói được với ai. Thì trong cái trường hợp này đó quý vị, thì một cái em trai lên thành phố đi học đại học. Nói chung là như thế này, cái việc này, khi mà nói tới cái vấn đề của các em này đó nha quý vị, thì tôi sẽ liên tưởng đến cái việc nhà của em vô ơn và đem em múa cột vô nhà. Bây giờ tôi nói cái vấn đề của cái em trai này trước. Là hai chị em ở chung nhà mà chị em bạn gì đó quý vị, thì nhậu chung với nhau, đó là chị em bạn gì đó. Mà còn khi mà có cái sự lân lân ngà ngà với nhau đó quý vị, mà nó còn quan hệ loạn lưng như thế. Đừng có nói là người dân mà dắt vô trong nhà mà ở đến cỡ đó nha quý vị. Ăn dầm nằm về giống như múa cột. Thì trong trường hợp này của em thì em hỏi chị, cái sai của cái người chị họ là nói không có cảm giác với chồng, mà trong khi đó là những người mà ta không có cảm giác với chồng là chồng già, lớn tuổi và không còn cái sự lãng mạn nữa. Còn đằng này là hai vợ chồng của chị em chưa có con, tức là mới cưới chưa bao lâu, mà lại có cái cảm giác là nó không thỏa mãn được, là bắt đầu đi tìm trai khác. Em là trai mới lớn, thì cái việc mà ví dụ như cái người chị mà họ quyến rũ em á, thì em kiềm chế không được. Cái này cũng vẫn có thể dễ hiểu. Nhưng trong trường hợp này, chị khuyên em là nên dọn ra khỏi cái căn nhà đó, vì em với lại chị em không thể nào có một cái quan hệ công khai vợ chồng được. Ví dụ như em với lại cái người chị họ mà không liên quan gì hết, thì người chị họ đó có thể ly dị với chồng để đến với em, để hai người lấy nhau một cách hợp pháp. Ok, tại vì yêu nhau, đến với nhau được. Nhưng em với chị họ của em là hai chị em bạn dì ruột, thì không thể nào đến với nhau được. Cho nên trong trường hợp này á, là em là cái dạng giống như cảm giác của một đứa con trai mới lớn thôi. Chị nghĩ đó không phải là tình yêu, đó là cái sự thỏa mãn tình dục cho cái người chị họ của mình. Và em là trai mới lớn, em có một cái cảm giác đó. Cho nên là trong trường hợp này em nên dọn ra khỏi cái căn nhà của người chị đó. Nói về cái vấn đề của em đó, quên đi, coi như là cái này là một cái cơn gió thoảng qua, và quên nó đi và đừng bao giờ nhớ đến nó. Còn nói về cái vấn đề cái người chị họ là một người phụ nữ như vậy, là người phụ nữ vứt đi. Tại vì khi mà mình lấy một cái người chồng của mình mà chồng mình rất yêu thương, chiều chuộng mình, chẳng qua là ví dụ như là mới lấy nhau, thì cái người đàn ông họ đâu có đủ kinh nghiệm ở trên giường chiếu như thế nào để cho người phụ nữ thỏa mãn đâu quý vị. Thì mình phải nói với chồng mình, à em thích như thế này và em muốn như thế kia, thì chồng mình nó sẽ làm thôi, tại vì mới cưới mà quý vị, đúng không? Mà bây giờ là cái người phụ nữ đòi hỏi, nói là
cái người chồng đó không cho mình cái cảm giác như mình mong muốn, mà lại là cái thằng em họ nó lại cho mình cái cảm giác đó. Gì kỳ vậy? Cái gì mà dâm dục dữ vậy? Đúng không quý vị? Cho nên là đáng buồn cho cái người anh rể của em là lấy đúng một cái người vợ quá dâm đi. Đó. Thì cái người phụ nữ mà như thế này thì chị lo lắng cho cái người anh rể là sau này em đi rồi nó sẽ có một cái người đàn ông khác để vô thay thế cái vị trí đó. Tại vì cái người chị họ này của em không có yêu thật lòng, mà là chỉ yêu cái cảm giác giường chiếu ở trên giường mà thôi. Cho nên á, là chị chỉ khuyên em thôi. Còn cái vấn đề mà vợ chồng của chị họ em thì cái người chồng đó thì sau này thế nào cũng sẽ gặp cái trường hợp mà vợ mình nó ngoại tình mà thôi. Bỏ qua cái chị họ đó đi. Bây giờ nói về tới vấn đề của em, nên dọn ra khỏi nhà và coi như cái câu chuyện này như một giấc mơ. Bỏ nó đi, đừng bao giờ nhớ đến nó. Tại vì cái mối quan hệ này là mối quan hệ rất là xấu hổ, và không nên duy trì nó, và nên quên nó đi, đem nó vào quá khứ nha. Một cái người em họ của mình mà chị họ em vẫn lấy được thì làm sao sau này có thể giữ mình được? Em họ của mình đó mà còn không giữ mình được để quan hệ thì bây giờ sau này là cái người chị họ em vẫn có thể lên giường với bất kỳ một người nào. Cho nên loại phụ nữ này là nên vứt đi. Chị thú thật nó là như vậy. Và cũng thật chia buồn cho cái người anh rể của em là cưới đúng một cái người vợ dâm loạn. Bỏ đi, quên đi, nghe chưa? Nếu như mà em còn dính líu tới là coi như là cuộc đời của em chấm dứt luôn rồi đó. Chấm dứt, coi như đây là một giấc mơ, nghe không? Rồi bây giờ quay trở lại cái câu chuyện của nhà ông cố nghệ sĩ Vũ Linh nha quý vị. Tối tôi nằm mơ, tôi thấy anh Vũ Linh ảnh về, anh báo mộng cho tôi đó quý vị. Và trong cái giấc mơ đó thì có một cái đứa con vô ơn trong đó nữa. Thì ảnh mới nói, ảnh la cái đứa con ảnh rằng là đó, ba thấy chị Mison nói đúng đó. Con ơi, sao mà cái nhóm của con nó kỳ vậy? Đó. Thì quý vị biết tại sao không? Hồi cái lúc mà cách đây 10 tháng trước tôi nói rằng là cái nhóm vì yêu thương mà đến, tất cả những người mà đến đều là vì vụ lợi. Nhưng mà khi lúc đó tôi mở miệng ra tôi nói đó quý vị, thì thật ra là có một mình tôi, mà lúc thời điểm đó thì cái em đứa con nuôi này đó quý vị, thì nó đang trên một cái đà mà vinh quang mà được nhiều tình thương nhất. Thì khi mà lúc đó tôi nói như vậy đó quý vị, thì tất cả những người mà bên cạnh của các em vô ơn này đó quý vị thì lại được yêu thương cũng y hệt như vậy. Thì khi mà tôi đụng chạm tới những cái người đó và tôi nói ra sự thật đó quý vị, thì tôi trở thành là một cái người tiểu nhân. Thì lúc đó là mọi người cho rằng là tôi là một cái người tiểu nhân, một cái người ganh tị quý vị. Đó. Thì cái lúc mà tôi nói á, cái người mà nói thật nói thẳng quý vị không có tin. Nhưng mà tất cả những người trên cộng đồng mạng lại tin những cái gì mà tụi nó giả tạo, tụi nó diễn ở trên mạng, mọi người lại tin những cái hành động đó. Thì đến thời điểm này, nay là 10 tháng rồi quý vị. Thì đến 10 tháng rồi thì quý vị thấy là những người đó có đúng như lời tôi nói không quý vị? Cho nên hồi tối này là anh Vũ Linh ảnh về, ảnh báo mộng cho tôi, ảnh la con ảnh, ảnh nói là chị My Sơn nói rất đúng, tại sao con không nghe? Đó là như vậy đó quý vị. Đó. Thì bây giờ là cái nhóm, bởi khi mà tôi thấy là đầu tiên khi mà tôi đến nhà với lại em vô ơn đó quý vị, chỉ có một mình tôi và lúc đó là mới có em múa cột. Thì cái lúc thời điểm đó đó quý vị, thì tôi thấy ok. Tại vì tôi rất là sợ khi mà những người trên cộng đồng mạng mà mình không biết mà bắt đầu tập trung với nhau đó quý vị. Cho nên là cái clip của cái anh Quốc Võ, anh chia sẻ chị Hồng Trinh á, chị chia sẻ nói về tới vấn đề mà để tập trung đông người là My Sơn không thích, nó là như vậy quý vị. Tại vì My Sơn không thích, tại vì cái việc mà My Sơn lăn lộn ở ngoài xã hội nhiều rồi quý vị. Cho nên là bây giờ My Sơn không có cần thiết khi mình lăn lộn ở ngoài xã hội để mình kiếm tiền. Nhưng mà cái vấn đề để mình giúp đỡ một cái người nào đó, mình không cần phải gia chạm bất kỳ một người nào quý vị. Không cần kết bạn và cũng không cần quan hệ với ai. Thì lúc đó chỉ có một mình cái em múa cột thôi, tôi thấy cũng ok. Sau đó bắt đầu cái lòi ra thêm em nha khoa, rồi thêm vợ chồng chuột, rồi thêm vợ chồng thằng bán hột xài, rồi thêm nào là nhà báo Song Minh, rồi nào anh Nguyên Vũ gì quá trời quá đất luôn quý vị. Đó. Thì lúc đó là tôi thấy thế nào nó cũng có chuyện quý vị. Thân nhau cho giữ đi, tại vì cái người mà mình tiếp xúc mình không biết họ là người như thế nào. Đúng không quý vị? Ví dụ như trong những người khác, trong cái nhóm người ta không thích, người ta tự rút lui, giống y hệt như anh Nguyên Vũ, anh tự rút lui. Rồi anh hai Vũ Lưng cũng tự rút lui, rồi em Nha Khoa cũng tự rút lui, đúng không? Đó. Còn có những người mà họ xấu chức, họ ở lại thôi quý vị. Đó. Thì bây giờ là nói về cái vấn đề mà bà tôi chị em đây quý vị. Đó. Bây giờ lại đem đấu đá ra những cái chuyện không giống ai. Cái vấn đề là cái bàn thờ đó nó không có liên quan gì hết đến các em đại diện phát ngôn này. Nhưng mà các em đại diện phát ngôn này lại đem ra những cái việc đó để môi móc, để làm cái trò giống y cách đây 10 tháng trước đã làm với tôi. Thì giống như một cái bình luận của một cái vị khán giả này nói nè quý vị,
Nó muốn làm cho cộng đồng mạng tấn công cái chiêu cũ lặp lại đối với lại Mission. Tức là lặp lại cái chiêu cũ là gì? Vu khống, bịa đặt, hãm hại quý vị. Đó. Cho nên là cái chiêu đợt đó tôi bị lên bờ xuống ruộng luôn quý vị. Thì hồi cái lúc thời điểm mà tôi bị như vậy đó quý vị, anh hai thừa biết tôi là người như thế nào. Nhưng ảnh không lên tiếng để binh vực hay là nói một cái tiếng nói công tâm đối với tôi. Rồi cái em nha khoa đó quý vị là thừa nước đục thả câu, gọi là dậu đổ bìm leo đó quý vị. Thì tôi với lại em nha khoa thì không có một bất kỳ một xích mích nào. Tôi chỉ lên tôi phân tích về cái vấn đề của em nha khoa là em ấy lên chửi cộng đồng mạng là người ta làm một cái bắt rau cái tấm hình của anh hai và nha khoa là đính hôn với nhau là lúc thời điểm đó rồi đó quý vị. Thì bắt đầu em nha khoa mới lên chửi cộng đồng mạng là mấy bà mê chồng quá, mấy bà ham quá, mấy bà xúi tôi, mấy bà làm vậy thì con tôi nó sẽ bị tổn thương, bắt đầu đem con mình ra. Thì tôi là một cái người có tiếng nói công tâm mà quý vị, tôi đâu phải tôi lên tôi chửi em ấy đâu, mà tôi lên tôi nói tại em chứ tại ai, đúng chưa? Bây giờ tôi nói như vậy, em nha khoa suy nghĩ lại đi, có phải tại em hay không? Tại vì chính bản thân em lên em PA ở trên cộng đồng mạng rằng là em với anh hai là yêu đương với nhau, hẹn hò với nhau, nắm tay với nhau, rồi đăng những cái tấm hình tình tứ với nhau lên trên trang cá nhân của mình. Thì những người mà người ta yêu thương, những người ta không hiểu biết, người ta cho rằng đó là tình yêu thật sự, người ta chúc mừng. Thì khi mà người ta chúc mừng mình á, thì lúc đó mình lên mình chửi là mấy bà làm lên vậy, mấy bà đăng ào ào ở trên mạng vậy để cho ba đứa con tôi tổn thương, đó là do ai? Có phải do em không? Do em làm ra, thì lúc đó tôi mới phân tích, tôi nói là do em. Em làm cho cộng đồng mạng hiểu lầm, người ta chúc mừng em thôi chứ người ta có làm gì đâu, đúng không? Thì lúc đó tôi mới lên tôi giải thích với cộng đồng mạng rằng trời ơi sao mọi người khờ quá. Đó là chẳng qua là diễn với nhau thôi chứ không có yêu đương gì đâu. Thì tôi lên tôi nói như vậy đó quý vị. Bắt đầu là em nha khoa thù tôi. Thù tôi từ đó là vì như vậy thôi, vì tôi lên tôi phân tích thẳng thắn đó quý vị. Nhưng mà quý vị có công nhận với tôi là tôi nói đúng không? Tại vì em ấy lên là nào nắm tay rồi tình tứ rồi đăng cái hình nền. Tôi thú thật với lại quý vị là một cái trang cá nhân của mình. Một khi mình đưa một cái người đàn ông nào đó lên trên trang cá nhân của mình, một là chồng, hai là con của mình, mình mới đưa lên trên trang cá nhân của mình mà thôi. Ba là người yêu, đúng chưa? Thì bây giờ đem những cái tấm hình âu yếm với nhau để đăng lên trên trang cá nhân của mình để lấy làm hình nền. Thì tất cả những người trên cộng đồng mạng người ta cho rằng là hai người yêu nhau, người ta chúc mừng thôi chứ người ta có làm gì đâu. Mà lên đem ba đứa con mình ra nói rằng cộng đồng mạng làm như vậy để cho ba đứa con mình tổn thương cái chửi người ta. Bắt đầu tôi mới vô, tôi ngồi tôi phân tích là tự em làm cho cộng đồng mạng hiểu lầm thôi chứ sao giờ em trách người ta. Tôi chỉ nói như vậy thôi là thù tôi. Thì cái lúc mà tôi bị tấn công, tôi bị cái em mà múa cột với lại cái em vô ơn này tấn công tôi đó quý vị, thì em nha khoa này dậu đổ bìm leo. Tức là ghim tôi vì tôi phân tích cái khúc đó đó quý vị. Là ghim tôi bắt đầu là nhảy vô khịa tôi. Nào là bây giờ là cái dương miệng hoa hậu trơ trẽn là phải giao lại cho bảy màu quý vị. Nói chung là mượn gió bẻ măng để lên xúc phạm tôi thì em nha khoa lúc đó đã làm. Và cái lúc mà cái em bánh tét đó quý vị, bây giờ nè, chị hỏi em nha khoa, hồi cái lúc mà em bánh tét lên chửi xúc phạm chị á, em chia sẻ cái clip của bánh tét chửi chị giống như em hả dạ vậy đó, em lên em chia sẻ, tức là em đồng nghĩa rằng là em đang đồng tình những gì bánh tét đang chửi chị. Là biết sao không quý vị? Bánh tét nó chửi rằng là tôi đi qua bên Hàn Quốc làm gái, rồi bắt đầu là dụ dỗ một cái ông đàn ông già, rồi lừa gạt tiền của ổng về Việt Nam để mở tiệm vàng. Nó hả dạ nó quá quý vị. Nó hả dạ xong ở đầu cái em nha khoa mới chia cái chia sẻ đó về trên trang cá nhân của mình. Tức là em ấy đang đồng tình. Là cái đó là cái gì? Gọi là thừa nước đục thả câu và dậu đổ bìm leo. Thì tôi hỏi em là hiện tại bây giờ bánh tét nó chửi em quá trời luôn đó, sao em không chia sẻ cái đó đi? Nó chửi em là con đờ y ngã, điếm rẻ tiền. Rồi nó chửi em đủ thứ trên đời, tại sao em không chia sẻ cái đoạn clip mà nó chửi em lên trên mạng đi? Mà trong khi đó em lại chia sẻ cái đoạn clip của cái em bánh tét xúc phạm tôi trên trang cá nhân của. Cho nên là sao? Em là một người công minh không rõ ràng. Công là công, tư là tư. Em không phân biệt. Mà em trả thù cá nhân. Em đem những cái thù cá nhân của em vô. Xong bắt đầu cái lúc em thừa, cái lúc mà tôi bị tất cả cộng đồng mạng tấn công, em dậu đổ bìm leo luôn. Thì bây giờ em đã nhận lại. Bây giờ lý do tại sao mà em bị cái tội mà vô ơn với lại cướp kép sắt nó tấn công em là vì sao? Vì cái nghiệp của em đi hại người khác. Em đáng được nhận điều đó.
Nhưng đối với tôi, cái nào sai là sai, cái nào đúng là đúng. Trong vụ việc giữa em và các em đó, cái nào em đúng tôi sẽ nói em đúng, và cái nào sai tôi sẽ nói em sai. Chứ không có cái kiểu mà đem chuyện thù cá nhân vô để dậu đổ bìm leo và thù cá nhân. Đúng không quý vị? Đó. Thì trong cái câu chuyện mà giữa các em nha khoa với lại cái anh hai đó quý vị, thì bây giờ là nó lấy cái chiêu cũ. Trước đây 10 tháng nó đã dùng những cái chiêu đó tấn công và hãm hại tôi. Nó quay lại cái chiêu đó, nó đang sử dụng cho ông anh hai và em nha khoa hiện tại bây giờ. Hiểu cảm giác của chị chưa? Em hiểu cảm giác của chị chưa em nha khoa? Và anh hai, hồi lúc đó anh hai cũng theo tân bốc nó, rồi còn nói là mình hát cái bài Truyền Nước Biển đi em, rồi khịa là cái con cá bảy màu. Thì những cái việc làm hành động của mình để thừa nước đục thả câu, dậu đổ bìm leo để anh hai và em nha khoa hại tôi ngay lúc đó, bây giờ có cảm thấy rằng hối hận và xấu hổ với tôi không? Tại vì tôi không làm điều đó với lại các bạn, nhưng các anh chị lại làm điều đó với tôi. Đúng không quý vị? Cho nên là cái việc mà khi mình bị như thế này, bị ngày hôm nay, đó là nghiệp quật mình đó quý vị. Đó là cái quả báo khi mà người ta không đụng chạm gì đến mình, dậu đổ bìm leo chỉ vì mình ghét người ta. Rồi bây giờ chuẩn bị chia sẻ về cái vấn đề mà bà tôi rồi chị em đó quý vị. Thì tôi chia sẻ hai cái bình luận này trước nha quý vị. Hai cái bình luận này cùng một người, tôi để ý lắm rồi quý vị. Để tôi trả lời cái bình luận của một con bò, xong rồi tôi sẽ nói về cái vấn đề chị em bà tôi nha quý vị. Có một cái bình luận với lại cái nick Yuku 2318 đây quý vị. Có đi trai bao không vậy? Rồi, thêm một cái bình luận thứ hai: đừng có ăn xài uống bia vô tội vạ như vậy. Có tiền thì nên đi làm từ thiện, cứu đời, cứu người, giúp đỡ trẻ em, con nít nhà nghèo, thậm chí đang không có cơm ăn, nước uống, lấm lem bùn đất. Thay vì có tiền đi mua bia uống, mua đồ ăn như vậy, thì đi làm phước cho có ý nghĩa cuộc đời hơn. Bò đó mà nó vô nó dạy đời tôi đây quý vị. Rồi, chị My Sinh sẽ trả lời em cái đầu tiên, là em nói là có đi trai bao không chị. Nè em, nếu như mà nói để bỏ tiền ra đi trai bao á, là cái thứ nhất là chị My Sinh là một cái người không có chồng, như là cái con búa cột bị chồng bỏ, hiểu không? Rồi cái vấn đề thứ hai là giống y hệt như là cái em nha khoa đi. Ví dụ, tôi đang ví dụ thôi nè quý vị. Thì những người mà người ta ly dị chồng, những người người ta không có chồng, người ta thiếu thốn vấn đề đó, thì người ta mới bao trai bao, hiểu không? Còn giống y hệt như chị My Sinh là đang có chồng, mà chồng của chị My Sinh tướng lực lưỡng lắm nha, tướng đàn ông men lắm, ngon lành. Nếu như mà tính ra mà để mà trai bao đó thì không có trai bao nào bằng chồng của chị đâu nha em. Còn nếu thật sự mà chị cần trai bao là với điều kiện là chị My Sinh ở một mình, chị My Sinh ly dị, tao thiếu, thì mới là cần trai bao. Còn bây giờ á, là chị My Sinh đang rất là hạnh phúc, và chồng của chị My Sinh chả thua bất kỳ một cái thằng đàn ông nào cả, tướng tá ngon lành đúng không? Vừa thương vợ nữa, vừa biết nấu ăn, vừa biết phục vụ cho vợ, chăm sóc vợ nữa, thì trai bao nào bằng ông chồng của chị hả em? Đúng không? Vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai em nói ở đây á, là ăn xài uống bia vô tội vạ, là tại vì tôi đăng lên cái tấm hình như thế này tôi giỡn đây quý vị. Tôi nói giỡn là ráng nhậu cho có cái vỏ bia để bán kiếm tiền da chai, uống gần chết luôn mà bán da chai đủ có 200k hà, kiếm tiền vất vả thiệt. Thì tôi đăng cái hình ảnh này lên đây quý vị, nguyên một cái đống da chai và tấm hình con cháu của tôi ngồi ăn uống với nhau quý vị, là nó nhảy vô nó dạy đời tôi vậy đó. Nó vô nó dạy đời, nó nói là ăn uống vô tội vạ, có tiền thì đi làm từ thiện, cứu người, cứu giúp trẻ em. Ơi chuyện đó sao mày không làm đi hả cái con bò? Cái chuyện đó tại sao mày không chịu làm đi? Còn cái việc mà tao đi làm từ thiện, chị My Sinh đi làm từ thiện á, báo cáo cho mày hả? Ví dụ như chị My Sinh có cho ai đó, chị My Sinh báo cáo cho mày hả? Đúng không? Còn cái việc mà tiền của chị My Sinh làm để hưởng thụ, để ăn uống, để đi chơi, đó là công sức chị My Sinh làm ra, chứ không phải là tiền đi ăn cướp, đi rình kép sắt của người khác mà xài tiền vô tội vạ, hiểu không? Tiền là chính bàn tay sức lực của chị My Sinh làm ra. Chị My Sinh có quyền sử dụng số tiền đó và có quyền muốn cho ai hay là không cho. Con bò như em không có quyền vô để dạy đời chị cách sống, nghe chưa? Chị sống như thế nào trời Phật đều thấy, chứ không phải là cái lỗi ăn nói chuyện mất dạy như em. Và nếu như nói vậy thì chị biết em làm nghề gì rồi đó, làm nghề trai bao. Tại sao một cái người đàn ông lực lưỡng như vậy mà lại không lấy cái sức lao động của mình ra để đi làm kiếm tiền, mà lại đi làm trai bao nằm ngửa đó, để cho người ta xài, hiểu không?
Vậy thì tại sao cái tiền đó em làm có cực khổ không? Sao em không lấy tiền đó em đi làm từ thiện đi, mà em đi lên dạy đời chị Mission vậy? Em vô trong kênh của chị Mission, em có thấy chị Mission giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh không? Em đuôi hay sao em không thấy? Hay là em là một con bò, tụi nó cho em ăn cám quá rồi bắt đầu cái nó đổ gàng ra con mắt, cái nó mờ mắt rồi nhìn không thấy. Đừng bao giờ vô dạy người khác cách sống. Cái cách sống của mình như cái vẻ rách vậy đó, mà mình vô mình đè mình nhắc nhở người ta, giúp đỡ những trẻ em, những đứa con nít nhà nghèo, thậm chí không có cơm ăn, vậy tại sao mày không giúp đi? Mày là cha ông nội tao hay sao mà mày bắt tao phải làm? Cái việc mà tao có cho hay là muốn giúp đỡ bất kỳ một người nào đó, đó là tiền của chị. Và những gì chị cho là được nhà nước công nhận, có bằng khen và có giấy thư cảm ơn đàng hoàng. Chứ không phải giống y như hệt như cái lỗi như em là chỉ lên cầu phiếm. Vậy thì cái lỗi mà trai bao giống y hệt như em đó, em có lấy cái đồng tiền em đi làm trai bao đó, em đi cho những đứa trẻ em mà nhà nghèo này đi, em làm được điều đó đi, đúng không? Mà nếu em có làm được đi chăng nữa thì đó cái phước em hưởng, chứ đâu phải em làm được cái điều đó là cái phước chị Mission hưởng đâu, đúng chưa? Cho nên đừng có vô đây dạy đời theo cái kiểu đó. Trời đó con má ơi, ở nhà tôi đùa tôi giỡn thôi quý vị. Uống bia cái tôi chụp cái vỏ bia lên tôi nói là hả, uống muốn hộc hơi luôn, uống muốn hộc gạch luôn. Bán được có 200k tiền bán ve chai thôi, cái nó vô nó dạy đời, nó làm cha ông nội tôi đó quý vị. Ê nói nghe này, vô dạy đời cái con múa cột của em, cái con vô ơn của em á, là nên biết cách sống đi. Quan trọng nhất là mình biết cái cách sống trước đi cái đã, rồi mới nói tới cái vấn đề đi giúp đỡ người khác và đi làm từ thiện. Cái cách sống của mình vô ơn và cái cách sống đi ăn cướp kép sắt của người khác. Nó lên nó nói nó chửi lộn với lại khán giả đó quý vị, múa cột. À chửi lộn với em nha Khoa. Nó nói là mày nói sao? Mày nói là cái con rinh kép sắt. Đúng rồi, tao rinh kép sắt của những đứa lừa đảo. Ê đó bên Mã Lai thôi nhanh cưng, bên Mã Lai đó. Chứ ở Việt Nam em tự cho cái đứa đó là lừa đảo, em bay vô em rinh kép sắt của người ta thử chị coi, chị phục em sắt đó, em làm thử chị coi. Đó bên Mã Lai thôi. Giờ Việt Nam làm thử một cái đi em. Làm thử là cho rằng là cái đứa mà nó rinh kép sắt nó ăn cướp á. Rồi bây giờ á là nói vấn đề hiện tại nè, là em nói là cái em mẹ con của chị Hồng Nhung bên bển làm cướp ăn giật, bay vô nhà người ta đi, bay vô nhà người ta rinh kép sắt đi, tại vì tiền đó là tiền của cộng đồng mạng, tại vì nhà ai cũng có kép sắt, tại giờ kép sắt rẻ lắm quý vị, kép sắt nhỏ nhỏ vậy rẻ lắm quý vị, có 10 triệu thôi là có cái kép sắt rồi. Đi vô trong đó cướp đi, là tại vì em cho rằng là cái tiền đó là cái tiền ăn chặn của Mạnh Thường Quân, vô đó cướp đi, mày làm thử chị coi. Mở miệng ra là nó nói chuyện ngang tàn mất dạy hả quý vị. Thì cái loại mà ngu giống y như là cái thằng tay bao này đó quý vị. Rồi mày thấy mày ủng hộ cái loại đó hay sao? Bây giờ những cái việc mà âm thầm mà chị Mission đi làm từ thiện á, tao báo cáo cho mày he, đúng chưa? Còn những cái việc mà chị Mission đã làm ở trên cộng đồng mạng, trên những cái clip chị Mission chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó khăn ung thư đồ đó, mày đuôi hay sao mày không thấy, đúng không? Vậy bây giờ là khi mà sanh ra là chị Mission phải có trách nhiệm đi giúp đỡ hết tất cả mọi người. Ơi tao là dân mà mày, chị là một cái người bình thường mà. Trong khi đó bây giờ chị là một người bệnh nữa, chưa bao giờ giang tay ra xin tiền bất kỳ một ai, như cái con vô ơn của em đang binh vực, hiểu không? Chị là một người bệnh đang y, có thể chết bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn lên giúp đỡ cộng đồng, nhưng vẫn lên giúp đỡ cho người khác. Còn bây giờ á, cái loại mà ngửa ra để làm trai bao giống em, cái loại vẫn còn tay còn chân giống y như em vô ơn, vẫn lên khóc lóc để kêu gọi tình thương của cộng đồng mạng và lừa đảo, dỗ ngực xưng tên mình là con ruột, trong khi đó mình là con nuôi, dám nói mình là con ruột để lừa đảo cộng đồng mạng thì việc làm nào xấu xa. Rồi bây giờ người ta thương nó giàu rồi, nó mua bán được, bây giờ nó giàu rồi, lúc đó nó nghèo không nói đi, bây giờ nó giàu rồi tại sao không nhảy vô kêu nó đi làm từ thiện đi, để chi? Để tích đức, để cho cha mình mau siêu thoát. Mình báo ơn ba mình đi, là tại vì cái ơn của cha mình, người ta thương cha mình, người ta mới giúp đỡ cho nó. Xong vô dạy đời cái đứa đó đó, lấy tiền đó đi làm từ thiện đi, tại vì tiền đó là của cộng đồng mạng, của thiên hạ. Còn tiền của chị Mission là làm bằng sức lao động của mình, chứ không đi lừa của người khác, và cũng chưa bao giờ ngửa tay ra xin tiền của người khác. Mày ở đó mày đè, mày vô mày dạy đời, mày nói là những đứa trẻ em nghèo, thiếu ăn, thiếu uống rồi lấm lem bùn đất, sao mày không giỏi mày làm đi, đúng không quý vị? Có nhiều đứa, những con bò mà nó đọc có một cái nè quý vị, nó chỉ nói được chứ nó không làm được. Nó chỉ biết vô nó nói được, nó nói bò rồi xong rồi cái nó không biết làm gì hết trơn đó quý vị. Nó dạy đời người ta quá trời quá đất những con bò rồi. Thêm một cái bình luận vô nói em múa cột và em vô ơn như thế này đây quý vị. Nó muốn làm con cún đó cô ơi. Thật ra nè con,
con nói muốn làm con cuốn là sai. Tại vì thường trong tất cả các con vật á, là cái con chó nó là một cái con trung thành nhất với chủ. Dù chủ nó có như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn cứu chủ nó, và nó vẫn trung thành chứ nó không bao giờ nó phản lại. Cho nên nếu như mà con nói là cái lối sống của tụi nó muốn làm cái con cún là sai, tại vì nó không thể nào nó so sánh với con cún được. Vì con cún nó rất là trung thành và biết ơn với chủ chứ không bao giờ phản chủ. Cho nên dùng mà so sánh như vậy là không đúng. Nó là cái loại gì không? Tụi nó chỉ xứng với lại cái tên là cái gì không? Vô ơn. Nếu như mà so ra thành con vật thì nó chỉ là cái loại tu hú. Biết tại sao mà người ta dùng cái từ tu hú không quý vị? Tức là con chim nó nuôi xong rồi đó quý vị, là nó phản, nó ăn thịt ngược lại mình, gọi là con tu hú. Nó là vậy đó, con hiểu không? Cho nên không được phép so sánh nó là một con cún. Tại vì làm như vậy xúc phạm con cún lắm. Con cún nó rất là trung thành với chủ và nó rất là biết ơn chủ của nó. Rồi thêm một cái bình luận này nữa đây nè quý vị. Mission hứa là sẽ đem khán giả trở lại như lúc ban đầu. Nhân dịp này Mission nên tiếp tục làm theo ý của mình. Tôi ủng hộ Mission đến cùng đó. Mission mãi mãi đỉnh. Em hứa là em sẽ quay trở lại để dọn sạch cái rác bẩn, mà cái rác mà múa cột, mà cái rác đầu đường xó chợ. Em sẽ dọn sạch. Nhưng mà nói để đem khán giả quay trở lại, em hứa em sẽ đem khán giả quay trở lại với lại cái vị trí ban đầu như đã từng theo dõi em. Nhưng em chỉ đem những cái khán giả mà có tri thức, em sẽ lôi lại những khán giả có hiểu biết. Còn cái loại như con bò kéo nó lại chi, đúng không? Cái loại mà nó giống y hệt như con bò, nó ngu vậy kéo lại chi? Tại vì em cần những người khán giả có học thức xem và hiểu biết những gì em chia sẻ. Còn nếu như mà những cái con bò mà nó không hiểu, mà nó đi cào phím, mà cái loại nó vô giáo dục, loại vô ơn như vậy, kéo nó quay lại làm dơ kênh của em. Cho nên là cái loại đó vứt đi. Và những cái người mà hiểu biết, em tin rằng tất cả những người đó bây giờ cũng đã hiểu ra hết rồi. Mà nó ngộ có cái trên cộng đồng mạng như thế này đây quý vị. Thích theo số đông. Không cần biết là cái việc làm số đông đó đúng hay sai, mà cứ khoái ham số đông quý vị. Cho nên họ có lúc thời điểm đó có một mình Mission lên tiếng thôi, thì tất cả những kênh khác và trên cộng đồng mạng hồ tấn công, là không cần biết Mission đúng hay sai, tấn công theo, chửi theo đi cái đã. Nó là vậy đó quý vị. Cho nên ở đây tôi hy vọng tất cả mọi người, tôi không cần mọi người là phải binh vực tôi, và tôi không cần mọi người phải là khen tôi. Tôi cần mọi người có một cái sự nhìn nhận công tâm trong tất cả sự việc mà mình xem ở trên cộng đồng mạng. Chứ không phải là mình hùa theo số đông, bắt đầu mình đi xúc phạm người khác và mình đi tấn công người khác. Giống y như trong cái vụ việc của cái em ca sĩ Hồng Phượng, thì tới bây giờ vẫn còn tấn công người ta quý vị. Vừa thôi chứ, đúng không? Cái lúc đầu tiên mình hiểu lầm, mình nghĩ rằng là gia đình người ta ăn hiếp cái em vô ơn này, mình mới nhảy lên mình ghét người ta. Bây giờ đã rõ hết rồi, mà trong khi đó là gia đình của cái em ca sĩ Hồng Phượng đó quý vị, người ta đã im lặng nay gần một năm trời rồi, người ta có làm gì đâu. Chừng nào ví dụ nó lên nó làm những cái việc làm nào đó mà mình cảm thấy nó không đúng và nó chướng mắt, mình lên mình phản đối, mình lên mình tẩy chay người ta. Trong khi đó là nguyên một năm trời gia đình của các em ca sĩ Hồng Phượng không có lên nói nữa, im rồi, thì phải để cho người ta làm ăn chứ, người ta có đụng chạm gì tới mình đâu. Cái việc tranh chấp tài sản đó là việc gia đình của người ta, không có đụng chạm đến mình. Thôi cái lúc đầu tiên mình lên mình binh vực là tại vì cái câu nói như thế này: con là con ruột, nhưng họ gán ghép cho con với cái mác là con nuôi. Con chấp nhận đi thử ADN với lại chú Bảy Tiểu Linh. Vậy thì cộng đồng mạng, người tin sái cổ quý vị, trong đó có tôi tin sái cổ. Ôi, ta là con ruột mà, sao lại gán cho ta mác là con nuôi, là chủ yếu muốn tranh giành tài sản hay gì? Thì lúc đó mình mới nhảy vô mình binh là tại vì mình tin lời em ấy lại mấy con ruột quý vị. Đó, thì bây giờ sáng tỏ ra rồi, không phải là con ruột, nhưng không bao giờ lên đính chính này xin lỗi. Tại sao không lên đính chính xin lỗi? Là mình lừa đảo cộng đồng mạng, mình là con nuôi nhưng dám nói là con ruột. Còn nếu nói mình là con ruột, vậy cái ADN đâu, tại sao không chịu tung ra? Thời điểm này không tung ra, chờ chừng nào? Chờ chừng nào mới đưa ra cái giấy ADN xác nhận mình là con ruột? Còn nếu như không có đưa ra được cái giấy ADN đó, mình tức là con nuôi. Vậy thì có phải mình lừa đảo cộng đồng mạng chưa? Thì bây giờ tôi thử hỏi quý vị là bây giờ tấn công gia đình của người ta là tấn công bằng cái gì? Đạo đức lương tâm ở đâu? Bây giờ rõ ràng là nó không phải là con ruột.
thì những gì nó làm tức là nó đang muốn hại gia đình của người ta. Nói về cái vấn đề về tình nè, mình không nói về vấn đề tranh chấp tài sản nha quý vị. Tranh chấp tài sản tại mình không phải là tòa án, mình không phải là thẩm phán, cho nên mình không nói vấn đề đó. Mình chỉ nói về cái vấn đề đạo đức thôi. Ông Vũ Linh ngày xưa ổng nhận cái em con nuôi này về để nuôi, ổng đi hát tối ngày, ổng là đàn ông mà quý vị, làm sao ổng chăm sóc một cái đứa trẻ được. Thì lúc thời điểm đó là chị Hồng Nhung là một cái người đang đẻ con mà là phụ nữ nữa, là lúc đó là em này lớn hơn em Hồng Phượng 2 tháng. Thì lúc đó anh của mình đi hát thì cái người ở nhà chăm sóc cho cái em vô ơn này là ai? Là chị Hồng Nhung. Người ta một tay nuôi nấng nó từ nhỏ cho đến lớn, thì làm cỡ nào đi chăng nữa cũng phải biết ơn người ta. Đó là vấn đề biết ơn cái người nuôi dưỡng mình thôi nha quý vị. Còn nói về vấn đề ở trong nhà, em ấy phải biết được rằng là cái đứa em này là cha của mình yêu thương hết mực. Mà bây giờ ổng chết xuống mình đối xử với em của ổng như vậy, là mình có hiếu chưa? Là mình trả ơn đó hả? Mình trả ơn cho cái ông cha nuôi mình bằng cách đó là mình tống cổ em mà người ta thương nhất ra đường. Mình đi vu khống cho người ta những cái từ mà ăn hiếp để tranh giành tài sản, đúng không? Là cái việc đó mình đang trả ơn cho cái ông cha nuôi của mình đó sao? Ông Vũ Linh là người nhận về, ổng cho về cái mặt kinh tế để nuôi, để lo lắng về cái mặt kinh tế tiền bạc. Nhưng về cái vấn đề mà chăm sóc á, ai chăm sóc? Cái bà cô Sáu đó, bà chăm sóc đó. Bà chăm sóc, bà nuôi nấng nó từ nhỏ cho tới lớn đó quý vị. Mà bây giờ nó dồn con người ta vô đường cùng, thì tôi thử hỏi quý vị, cái việc làm đó có đáng để cho mình ủng hộ không? Một cái việc làm trái đạo đức như vậy có đáng để cho mình ủng hộ không quý vị? Đầu tiên mình ủng hộ, mình bảo vệ em ấy cũng là vì cái đạo đức. Mình không chấp nhận một người này đi ăn hiếp người khác, người ta là con ruột mà đi vu khống người ta là con nuôi. Mình binh vực về vấn đề đạo đức. Bây giờ nó đã rõ ràng rồi, em ấy đã lừa dối, lừa dối cộng đồng mạng từ lúc đầu tiên. Vậy thì tại sao đến thời điểm này những con bò đó nó vẫn vô tấn công và dồn con người ta vô đường cùng? Vậy thì ông Vũ Linh, ổng muốn cái đứa con nuôi của ổng làm điều đó với em ổng sao? Nếu thật sự mà nó hiểu về cha của nó không bao giờ nó làm điều đó quý vị. Nó thù ổng, nói cái câu là trước mặt công an đó quý vị, nó là con nuôi của anh. Chính bản thân của nó thù cái ông cha nuôi của nó, thì cho nên bây giờ nó trả thù ổng đó quý vị, chứ không phải là nó mang ơn ổng đâu. Chứ nếu thật sự một đứa con mà biết mang ơn cha mình, dùng cái từ là mang ơn, còn nếu như là con ruột á, mà nó biết thương cha nó không bao giờ nó đối xử với em út của ổng như vậy. Ngày xưa ổng không cần biết em ổng làm đúng hay sai, ổng không cần biết em ổng đúng hay sai, ổng binh em ổng bất chấp, thừa biết rằng tình thương ổng dành cho em ổng đến mức độ nào. Bây giờ ổng vừa chết xuống đối xử, dồn con người ta vô đường cùng. Người ta bán hủ tiếu, người ta bán bún bò, cũng đó là bằng chính sức lao động chứ đâu có đi ăn cướp, mà nó vẫn vô nó tấn công người ta. Bây giờ người ta muốn quay trở lại cái con đường để mà ca hát là cái em Hồng Phượng, quay trở lại cái vấn đề để mà ca hát đó quý vị. Nó vô nó đánh sập cái nhà hát Bến Thành đó quý vị, nó đánh giá một sao để ảnh hưởng đến cái nhà hát của người ta. Thì cái đó là cách làm gì? Cái đó là cách làm của những kẻ tiểu nhân, muốn dồn người ta vô đường cùng để cho người ta chết mới vừa lòng hay sao? Đúng chưa quý vị? Một cái việc làm vô lương tâm như vậy mà những con bò nó vẫn ủng hộ là sao? Đúng không? Cho nên ở đây tôi nói là những con bò nó ủng hộ kệ nó, nhưng những người có tri thức và những người có khối óc để đang suy nghĩ, quý vị không nên ủng hộ những cái việc làm trái đạo đức vô lương tâm như thế. Đúng không quý vị? Em Hồng Phượng quay trở lại ca hát, trong vòng một năm nay người ta đã im lặng rồi, người ta không đá động gì tới cái vấn đề gì của tụi nó hết. Còn tranh chấp là cứ giao cho cái việc tòa án họ làm, thắng thua đó là việc tòa án họ phán xử. Còn bây giờ người ta đi ca hát bằng sức lao động của mình, nó vô nó đánh một sao để nó triệt đường cùng của người ta. Đài truyền hình HTV nó vô nó đánh một sao luôn. Ê tụi bay, là những con bò hay là những con virus đi phá hoại cộng đồng mạng vậy? Cho nên là những cái việc làm nào không đúng, chúng ta hãy mạnh tay để mà dạy dỗ những cái con người đó. Đừng nên tiếp sức cho những cái con đó làm loạn xã hội quý vị. Ví dụ như cái em ca sĩ Hồng Phượng, em ấy quay trở lại chương trình
mà mình cảm thấy à cái chương trình đó có Hồng Phượng mình ghét quá mình không coi. Chứ dính líu gì mà lại vô đánh giá một sao trên cái Google của người ta. Cái việc làm đó là việc làm của những kẻ tiểu nhân. Mình nên tẩy chay những cái đứa mà đi ăn cướp, những cái đứa có lối sống vô ơn á, mình nên tẩy chay những cái con người đó. Chứ không phải mình vô mình tẩy chay một cái con người mà người ta kiếm tiền bằng sức lao động. Người ta lên hát cũng đó là sức lao động của người ta, mình không thích mình không mua vé coi thôi. Chứ mình không có quyền để lôi kéo bày kéo phái để vô tấn công hãm hại người ta. Đó là việc làm của những kẻ tiểu nhân. Cái việc làm của Hồng Phượng mà quay trở lại mà làm ca sĩ đó quý vị, cái việc làm đó nó không có đáng để cho mình tẩy chay. Mình không thích thì mình không xem thôi. Tại vì mình không có góp phần để mà mình nuôi người ta. Người ta hát bằng sức lao động, mình bỏ tiền ra để mình nghe. Mà nếu mình cảm thấy à cái chương trình đó nó không đáng để cho mình nghe thì không bỏ tiền ra mua thôi. Chứ không phải mình đi tẩy chay, kéo bày, kéo phái để vô hãm hại người ta. Cái việc này mới cần lên án nè. Chứ cái việc làm chân chính là nếu như mình lên án là cái việc làm đó là phá hoại và tiểu nhân, vô đạo đức. Việc làm này mới là việc làm đáng lên án nè quý vị. Cái bàn thờ của cha của nó, nếu như mà khi nói cái vấn đề là cái bàn thờ của Kim Nga nó đòi, thật ra là Kim Nga không có đòi lại bàn thờ mà tự động nó muốn giục cái bàn thờ của Kim Nga ra ngoài đường mà thôi. Thì nếu mình là một đứa con có hiếu, mình tự đi kiếm để làm cái bàn thờ cho cha của mình, chứ không phải là mình đi xin xỏ người khác, chứ không phải mình đi than vãn với người khác. Không có ai có trách nhiệm để làm điều đó. Tại vì ổng chỉ nuôi cái bản mặt của mình 30 mấy năm, chứ ổng không nuôi những người khác. Mà nó lên nó bắt là người khác phải có trách nhiệm để lo cho cha nó. Ủa sao vậy? Vụ gì vậy? Mình trả hiếu cho cha mình thì mình làm cái bàn thờ cho ổng đi. Còn nếu như mình không đủ khả năng, mình làm một cái bàn mình đóng lên cái mình thờ ổng cũng được. Mà không có lý nào mà ổng để lại một cái căn nhà lầu như vậy mà lại không có cái bàn thờ. Đúng không quý vị? Tôi thấy cái việc bàn thờ đó quý vị, thì mình chỉ nói về cái vấn đề bàn thờ thôi. Mình đừng có nói những cái vấn đề khác mà bây giờ tôi thấy là nó đi quá xa. Nó không phải là cái vấn đề bàn thờ nữa. Chủ yếu là nó đem ra cái vấn đề bàn thờ để nó làm nhục cái ông anh hai này, chứ không phải là nó nói về cái vấn đề bàn thờ quý vị. Đó. Thì bây giờ á, là cái ông anh hai hồi lúc thời điểm đó ông ở bên Pháp, mà nó nói cái bàn thờ như vậy đó, người ta điện thoại về cho cái bà má nuôi của người ta bên đây để đi chọn cái bàn thờ để đưa cho nó đem về để thờ ba nuôi. Thì người ta mới điện, người ta nói là có một cái bàn thờ 12 triệu và có một cái bàn thờ là ba mấy 50 triệu gì đó. Thì nó mới nói với là cái bà má ba là má nuôi của ông anh hai, nó nói thôi chọn cái 12 triệu được rồi cô, cái kia nhiều tiền lắm, cái 12 triệu được rồi. Thì cái em múa cột lên binh vực nói rằng là nó biết điều không? Nó là một cái đứa rất là hiểu chuyện cho nên nó chọn cái 12 triệu. Ê nói nghe nè, mình đi xin người ta đó, người ta giúp mình đó. Tôi thử hỏi quý vị, nếu đặt vô trong cái tình huống là quý vị, người ta giúp mình, người ta đưa ra hai cái lựa chọn, có hai cái bàn thờ, một cái 12 triệu với một cái mấy chục triệu, quý vị sẽ chọn cái nào? Mình sẽ chọn cái 12 triệu chứ. Tại vì mình ngửa tay ra mình xin người ta mà, đúng không? Thì mình nhận cái 12 triệu đúng rồi, chứ không lẽ mình chọn nó thôi, chọn cái 50 triệu đi cô. Vậy thì có phải là mình cha hay mình mẹ anh ta? Người ta giúp mình mà không lẽ mình chọn cái xịn. Cho nên bắt buộc phải chọn cái 12 triệu mà nó nói là con nhỏ rất là hiểu chuyện. Ủa? Chừng nào cái bàn thờ đó nó cho người ta mới gọi là hiểu chuyện. Còn đằng này cái bàn thờ đó là cho cha nó mà dùng từ hiểu chuyện là sao? Đúng không quý vị? Cho nên là cái lối sống mà vô ơn nó kết hợp với là cái lỗi mà đầu đường xó chợ á, nó binh vực nhau cái lối sống vô ơn đó quý vị. Thì cái vấn đề cái bàn thờ, nó là con nó phải chịu trách nhiệm để lo cho cha nó, chứ người ta không có cái nghĩa vụ để lo. Nhưng người ta nghĩ cái tình người ta lo, người ta cho cái bàn thờ 12 triệu. Tội gì? Ít hả? Đội ít hay sao? 12 triệu là không đáng để mang ơn hả? Rồi bây giờ cái vấn đề cái bàn thờ nó tự chủ động nó trả tiền cho người ta, chứ người ta đâu có đòi. Nó đem lên nó làm nhục ta, nó trả tiền cho người ta xong bắt đầu nó đưa cho cái thằng bóng xà ban cảnh đăng lên để làm nhục ta. Vậy thì cái việc mà bàn thờ đó, cái người có tư cách để nói chuyện, mà tôi theo tôi đó quý vị, cái em vô ơn cũng không đủ tư cách để nói về cái vấn đề bàn thờ. Tại vì trách nhiệm lo cho cha là mình chứ không phải người ta. Cái ông anh hai cũng chỉ là một cái người con nuôi trên danh nghĩa mà thôi, chứ anh hai không phải là một cái người con nuôi có trong hộ khẩu. Cho nên ảnh không có trách nhiệm để lo cái bàn thờ cho cha mình, mà cái người lo chính bản thân mình phải lo.
mà bây giờ mình chuyển trả anh ta. Quý vị nghe cái này đi, rồi những người mà vẫn còn binh vực các em vô ơn này đó, hãy đặt câu hỏi và tự suy nghĩ coi mình binh cái con người như vậy á là nó có đúng lương tâm của mình hay không. Và nếu như mình chấp nhận mình binh những cái hành động này đó thì coi như mình cũng là cái loại vô ơn như vậy. Nó lên nó nói như thế này đây quý vị. Bây giờ tôi mời mọi người nghe nè. Giờ nghe người ta nói nhiêu thì trả nhiêu thôi. Mà bây giờ là có buổi là em chuyển rồi, nhưng mà chuyển lại em thì em sẽ lấy cái tiền đó em đi làm từ thiện nha cả nhà. Đi làm từ thiện nhưng mà sẽ để tên anh, để cho anh có thêm thiện, thêm phước nha anh ơi, chứ em không có để tên em. 9.500.000 đó em sẽ đi làm từ thiện để giúp cho anh có thêm cái phước. Chứ giờ em cũng để đâu làm được gì đâu. Rồi ta đem bàn thờ ba em ra nói hoài, tội ba em mất mà không được yên. Dạ ai nói gì mặt trời, đúng rồi cả nhà, chứ giờ nói hoài cũng vậy à. Chứ gì đó quý vị nghe không, nó trả tiền lại cho người ta, bây giờ nó giàu rồi nó nói cái giọng vậy nè, nó nói cái giọng dạy đời nè. Cho nên những con bò dẫn cái lỗ tai lên, con bò thì tôi nghĩ ngu tôi còn nói được, còn những cái loại mà vô ơn để binh vực bất chấp thì cái loại vô ơn nó cùng tần số với nhau rồi thì mình không nói gì. Tôi chỉ nói những con bò ngu thôi đó. Bây giờ nó nói á là anh không nhận thì em sẽ lấy cái tiền đó em đi làm từ thiện cho anh, em đi tích phước cho anh. Nó đang chửi ông anh hai là không có phước, không có đức. Cái lời lẽ này mất dạy không quý vị? Cái lời lẽ này đi binh vực đó sao? Cái bàn thờ của cha nó, hồi cái lúc chính miệng của nó là con chọn cái 12 triệu, chính miệng của nó nhắn lại với người ta con chọn cái 12 triệu, mà bây giờ nó chuyển trả lại 9.500.000 là tại vì nó lên trên mạng á, nó coi cái mẫu bàn thờ đó chỉ có 9.500.000 thôi, nó chuyển trả 9.500.000. Tôi ví dụ trên mạng mình mua đó quý vị, hồi cái lúc thời điểm ông anh hai mua là nó là 12 triệu, nhưng nó gần hơn một năm mấy trời rồi thì cái mẫu đó nó có thể giảm giá xuống, nó còn 9.500.000. Nó trả 9.500.000, còn nó nói nếu như mà nói 12 triệu phải đưa ra cái bill, phải đưa ra cái bill tính tiền hồi cái lúc mua 12 triệu đi, nó sẽ chuyển trả 12 triệu. Mất dạy không quý vị? Mà trong khi đó người ta không có đòi, nó tự chuyển để nó làm nhục người ta đó. Vậy đó, nó nói nó chuyển đúng 9.500.000 thôi, còn nếu muốn 12 triệu là phải đưa ra cái bill tính tiền mua đúng 12 triệu đi, nó sẽ trả. Còn bây giờ cái 9.500.000 này để nó đi làm từ thiện, lấy cái tên của anh hai để tích đức cho anh hai. Nó đang chửi trên đầu anh hai, nó đang chửi là anh hai là một người sống không có đức á. Vậy thì đi binh vực cái loại người đó sao quý vị? Vậy là binh vực sao? Ủa anh hai cho mà, anh hai cho, chứ không phải là anh hai nhận ban ơn từ em, mà em dùng cái từ là tích đức. Tích đức sống vô ơn cái hành động của em á, em mới là người cần để tích đức. Còn ông anh hai trong việc này, ông anh hai không sai. Tôi đã nói ông anh hai không phải cái gì cũng đúng, và em nha khoa không phải cái gì cũng đúng, nhưng trong vụ việc này ông anh hai không có sai, mà người vô ơn chính là đứa con người. Bởi nè, bây giờ tới cái vấn đề của các em nha khoa đây quý vị. Nó nói là lên la, róng la, chửi kệ đi. Nó hổn vậy đó quý vị. Trong khi họ cái lúc mà chơi chung á, vợ chồng thằng chuột nè, con vô ơn nè, thằng học son nè, đều kêu là chị em không. Bây giờ vừa đụng chuyện xong cái nó kêu người ta bằng mày. Mà trong khi đó tụi nó nhỏ tuổi hơn em nha khoa, mà nó kêu người ta bằng mày là cái lối sống của một nghệ sĩ mất dạy không quý vị? Đúng không? Cỡ nào cỡ, người ta lớn hơn mình phải kêu người ta bằng anh hay bằng chị, chứ mình đi kêu người ta bằng mày chỉ vì là mình lên mình xúc phạm người ta mà. Mình lên mình xúc phạm người ta thì người ta nói lại mà, chứ sao mà đè mà chửi ta bằng mày. Đó, thì nghe tiếp theo cái câu của các em vô ơn nói về các em nhà khoa đây quý vị. La làng nữa hả? Kệ đi, có la đi, có hơi nhiều mà. Có hơi nhiều thì cứ la, đâu có ai cấm không la đâu. Dạ, nếu mà nói 12 triệu thì cho em cái hóa đơn để em biết đó là 12 triệu, rồi em sẽ lấy 12 triệu đó em đi làm từ thiện để tên anh, để cho anh thêm phúc, thêm lộc nha. Chứ bây giờ em trả lại, cái bắt đầu chuyển lại, chuyển qua, chuyển lại, chuyển với khùng luôn á. Thôi, giờ không nhận thì em đem tiền đó đi làm từ thiện cho, chứ giờ sao giờ? Tôi nói vô ơn quý vị không chịu tôi. Nói à, có sức mà, la thì cho la đi. Tức là nói cái em nha khoa đó quý vị, tụi bay vô, tụi bay vu khống người ta, tụi bay xúc phạm người ta, phải để cho người ta lên tiếng chứ.
người ta lên tiếng để bảo vệ cho người ta mà mình dùng cái từ là la. Đâu có ai bị điên mà tự nhiên lên la. Đó, thấy chưa? Sáng mắt ra chưa nhau Khoa? Em binh lắm. Em vô em hùa theo em xúc phạm chị dữ lắm. Đó, bây giờ những con người này nó đối xử với em đó, nó đập em lại đó, đau không cưng. Đau chưa? Cái người đáng để cho em chọn chơi, có người đáng để cho em tôn trọng và em chọn làm bạn. Nhưng không, em lấy cái danh lợi em chọn. Em nghĩ là tôi không có mang gì đến lợi cho em, tại vì tôi không phải là con của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cho nên khi mà tiếp xúc với tôi thì em đâu có bi ai gì được. Cho nên em trượng những cái đứa đó hơn. Những cái đứa đó là tôi làm không hài lòng, em binh giật, thấm chưa? Cho nên hồi cái lúc mà nói là kể từ bây giờ là các em vô ơn, nó là em ruột của tôi, là ai mà đụng đến nó là đụng đến tôi, kinh khủng lắm. Cho nên tôi nói trong bụng rồi, tôi nói đòi diễn nữa. Rồi xong rồi cái phần mà 65 tôi nói là tất cả những người đến trong cái drama này đều có vụ lợi mới ở lại với nó mà thôi. Còn nếu như những người nào người ta cho tình thương thật sự đó quý vị, người ta sẽ nhìn ra nó không đáng để cho người ta cho, người ta sẽ rút lui trong im lặng. Thì lúc thời điểm đầu tiên á, là tình thương thật sự là ai? Tôi với là anh Quốc Võ đó quý vị. Cho nên khi mà chúng tôi thấy nó không ổn, nó không được rồi đó quý vị, là chúng tôi rút lui. Còn những người mà vẫn thấy cái lối sống vô ơn của nó, vẫn thấy cái con người của nó và vẫn thấy cái con búa cọp là một cái con đầu đường xó chợ lai lịch không rõ ràng, nhưng vẫn ở lại để chị em rồi bạn bạn rồi bà tôi đó, thì chẳng qua vì vụ lợi với nhau cho nên mới bán ở lại mà thôi. Tôi nói đâu có sai quý vị. Chứ cái người người ta cho tình thương thật sự, cái lối sống vô ơn đó là người ta đã rời bỏ đi lâu rồi. Đó, thì bây giờ em thấm chưa? Thấm chưa nhau Khoa? Nó lên tụi nó tấn công, tụi nó lên xúc phạm. Thậm chí bây giờ nó moi chuyện đời tư của em ra để nó nói. Cái con búa cọp đó quý vị, nó nói rằng em nha Khoa, là cái thằng trợ lý là người tình ở ngoài, còn cái ông mà anh hai là người tình truyền thông. Nó lên nó khai, nó nói về vấn đề đó. Và nó moi ra cái vấn đề là ở ngoài resort á, là thuê mấy phòng, là ở chung với lại thằng thư ký ở đó, chuyện của người ta, cái chuyện cá nhân của người ta. Em nha Khoa, nó đã ly dị, nó có quyền yêu đương bất kỳ người nào và nó có quyền ngủ với bất kỳ người nào, đúng không? Nhưng đó là chuyện riêng, chuyện cá nhân ta, mình môi ra mình nói để làm gì? Khi mình đi lên dính vô trong cái drama của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh, mình phải nói trô trọng tâm và cái đào dính líu tới cái việc tranh giành tài sản thôi. Còn cái vấn đề cá nhân á, nó có dính líu gì mà mình môi ra mình nói? Thì đó có phải là cái loại cặn bã xã hội đầu đường xó chợ không quý vị? Chơi chung với nhau thân lắm mà, thân dữ lắm mà, thân cho lắm rồi bây giờ môi những chuyện đời tư của người ta ra môi nói trên mạng vậy đó hả? Thấm chưa nhau Khoa? Thấm chưa? Cho nên chị mới nói á, cái loại mà không rõ ràng, em thừa biết cái loại đó là cái loại rinh kép sắt, nhưng em vẫn tiếp xúc, em chơi và em coi nó là bạn. Thì bây giờ em phải nếm phải, em chơi với cái loại đầu đường xó chợ, nó sẽ chơi sau lưng mình như vậy đó. Em mới thấm. Đây cũng là một cái bài học để mà tiếp xúc ngoài xã hội, để dòm người, để mà tiếp xúc để làm bạn. Dù rằng mình muốn làm một cái gì đó, ví dụ mình đến vì vụ lợi, nhưng mình sẽ đến với em vô ơn mà thôi. Đừng bao giờ tiếp xúc với những cái rề rề xung quanh mà mình không hiểu biết lai lịch của tụi nó là ai. Để chi? Để sau này khi mà gặp chuyện mình sẽ không bị mang nhục vì bị mang tiếng là đã từng chơi với những đứa ăn cướp. Nó mất uy tín của mình vì mình không biết coi người để mà mình chơi làm bạn. Cho nên từ chỗ đó, tại sao hồi cái lúc từ đầu là chị My Sinh né, chị My Sinh không chơi, tại vì chị My Sinh biết chuyện này thế nào nó cũng sẽ xảy ra. Và chị My Sinh đồng ý không vào bằng em, không vào bằng em nha Khoa. Nhưng về vấn đề tư cách và chọn bạn để chơi, chị My Sinh thông minh hơn em. Chị My Sinh có con mắt nhìn và chị My Sinh có đẳng cấp hơn em. Dù là mình đến vì vụ lợi, nhưng cái vụ lợi đó nó phải giữ được cái thanh danh và uy tín cho mình, chứ không phải vì vụ lợi khi mình đến mình tiếp xúc với cái loại cặn bã để cho mình bị mang tiếng cái uy tín của mình.
em thua chị ở chỗ đó đó. Rồi cái vấn đề, quý vị có nghe cái em vô ơn nói không quý vị? Nếu như nó 12 triệu thì đưa cái bill ra, nó sẽ trả cho 12 triệu. Chính miệng nó nói đó, tin chưa những cái con bò mà còn ủng hộ. Rồi tiếp theo đây quý vị, nghe cái đứa vô ơn nó nói như thế này đây quý vị, nghe tiếp nè quý vị. Làm từ thiện chứ có gì đâu, cả nhà không có gì mà hoang mang hết trơn. Để ba em yên đi cả nhà ơi. Còn muốn gì mừng em mừng thịt em đi anh chị. Đó, muốn gì là mừng thịt em đi, đừng mừng ba em nữa. Tại vì ba em mất rồi, để ba em yên nha. Muốn gì mừng em đi các anh chị, đừng có mừng ba em, tội nghiệp ba em mất rồi, để cho ba em yên đi. Cái người không để cho ba em yên chính là bản thân em. Cái việc trả bàn thờ ai khơi dậy? Cái bàn thờ chính mình là người khơi dậy, chứ người ta không đòi. Vậy thì ai để cho ba em không yên vậy? Bản thân mình không để cho cha mình yên. Bản thân mình là cách đây trước hơn một năm, mình lên trên mộ, mình làm dậy sống trên cái mộ của ổng. Mình nói mình là con ruột, mình làm dậy sống từ ngày đó cho đến bây giờ. Chính bản thân của đứa con vô ơn nó mới không để cho cha nó được yên, chứ không ai làm. Mà lên nó làm như là những người trên cộng đồng mạng, những người đến với nó là đang không để cho cha nó yên. Mà cái người không để cho cha nó yên là chính bản thân nó đó quý vị. Cái bàn thờ này ai khơi dậy? Có làm gì mần thịt em đi chứ đừng có mần thịt ba em. Tôi thú thật với lại quý vị, nó không muốn lấy lại danh dự cho cha nó đâu, mà nó chỉ muốn lấy cái lợi cho nó mà thôi. Chứ nếu như nó muốn lấy lại cho danh dự của cha nó, mà cái con bánh tét á, nó xúc phạm cha nó mà để nhét cha nó vô trong cái lờ của con bánh tét đó quý vị, là nó đã lên tiếng rồi. Nó không nói chửi lại con bánh tét, nhưng nó vẫn có thể kêu những cái đàn bò là kênh YouTube á, lên xúc con bánh tét, chửi con bánh tét. Tại sao nó vẫn im? Tức là nó thù ổng, người ta chửi ổng, kệ ổng, nó không có cái gì gọi là nóng ruột cả. Tại vì chính bản thân của nó vẫn thù ổng cái câu là ổng lên công an, ổng nói nó là con nuôi, đừng có nói là để cho cha em yên. Nó làm như là nó có hiếu lắm vậy đó quý vị. Nó đem cái bàn thờ của cha nó cho nó khóc. Mỗi lần nó khóc, nó lên nó đứng trước bàn thờ của cha nó khóc. Rồi xong hô có cái gì ba ơi, cái gì cũng ba ơi. Vậy thì ai không để cho ổng yên? Quý vị dòm kỹ giùm tôi, ai không để cho cha nó yên? Chính bản thân đứa con vô ơn này đó quý vị. Rồi bây giờ tôi mời tất cả mọi người xem một cái tình bạn mà đáng ngưỡng mộ đi quý vị. Một cái tình bạn mà rất là đáng ngưỡng mộ của hai em này đây quý vị. Mời mọi người xem nha. Ni cũng là người làm kinh doanh. Mọi người có nghĩ là thoát được mắt tụi tôi không? Có thoát được không? Nếu mà giả tạo thật không? Điều thứ hai nữa là mọi người biết là Loan nó không có kênh YouTube, nó không có một cái gì hết á. Nó có gì chứ? Với lại nó là con gái của ông Hoàng Hồ Quảng, mà mọi người biết nó không biết sửa soạn. Nó sửa soạn á, đâu nó sửa soạn là quê tôi. Nó không biết trang điểm, nó không biết trưng diện. Thì mọi người có nghĩ là nó mày nghe xì xì em mày, thì nó có phải là người để mà giả tạo được không mọi người? Sao mà nói mà gán ghét cho người ta, hãm hại người ta thì cũng phải nhìn chứ, nhìn cái người để mà hãm hại chứ. Đó, mọi người cứ nghĩ đi, nếu nó có kênh YouTube, nó là cái người được quyền post những cái video của chú, hàng ngày quay những video của chú để đủ lấy tiền rồi. Có kênh đó nha, chú có kênh đó, bây giờ kêu lấy ngay đi. Thì mọi người nghĩ đi, mọi người nghĩ, chỉ suy nghĩ một cái chi tiết nhỏ thôi, nó có người là người nguy hiểm không, nó người quỷ ma mà để cho những bên kia nó nói không, bên con kia nó nói như vậy không? Đó, tiền tôi lấy lại kiểu gì? Cho nên nó đừng có tùy từ bụng ta suy ra bụng người. Chỉ qua là biết sao mình xấu, mình ngưỡng người ta xấu. Xấu bụng mình cứ mắc trong đầu mình. Trong đầu mình cũng âm mưu, cũng cũng ăn rồi, cứ kiểu mà cứ của không phải của mình mà nhìn thấy của người ta ham hố đó. Thì đóng nghe, tự nhiên thấy người ta được người khác cho cũng tức nữa đó, rõ ràng mọi người nhìn thấy rõ ràng không? Tự nhiên nó đi chơi cũng tức, cho nó cũng tức. Ai cho nó cũng tức cũng mẹ rồi nói nó là nói là con này, trời ơi, cái tôi thấy nhất là tổn thương nhất là gì? Nói con nhỏ là cái con ăn trộm, cái con ăn hay chiên trộm ăn cắp rồi, tiền đây nè, dân tới mặt kia còn năng hơn con. Ni là cái người lúc mà quen biết nó tới bây giờ nè, thậm chí mà Ni nói là nó tuyệt đối với Ni luôn á, cái nào chị Ni ơi, cái đó em cần thì chị giúp em thôi, em không có cần, nó không có cần phải nhu cầu, nó phải hơn cho nó hơn đâu mọi người.
thì làm sao mà 60 mấy triệu đó mà nó lấy được, không biết mấy cái mấy ở trong cái phong bì của chú mà nó lấy được. Nếu mà nó người như vậy thì nó ngu gì ở nhà nó lấy, nó chờ đông người nó lấy mắc mới gì ra đường, mà ở nhà có hai ba mẹ con nó lấy tiền để cho nó lạy ông tôi ở bụi này hại nó thì còn phải có cái đầu để hại nữa, hiểu không? Tin đâu bà hả, ai mà tin người thật việc thật, người ta xong sao với nó. Nghe qua cái clip này đó quý vị, trời ơi tôi rất là ngưỡng mộ tình bạn của hai em luôn đó quý vị. À, ba chị em luôn chứ, quên, tôi ngưỡng mộ tình bạn của ba chị em luôn đó quý vị. Thì trong cái clip này đây quý vị nhìn em Nha Khoa đi, nó có một cái tình bạn rất là tuyệt vời, nó có một cái tình bạn đến nỗi mà bây giờ mình không biết nói làm sao luôn đó quý vị. Thì quý vị cảm thấy cái video clip này như thế nào đây quý vị? Lúc này tình bạn rất là khăng khít, và tôi đáng khen cho em Nha Khoa là biết chọn bạn mà chơi và biết chọn người để mà giúp, đúng không quý vị? Trời ơi, lúc này tôi nói tình bạn rất là khăng khít luôn, và tôi rất là ngưỡng mộ cái tình bạn của các em này khi mà đến trong thời gian chớp nhoáng mà nó có được cái tình bạn và nó có được cái tình chị em như thế này, phải nói là đáng ngưỡng mộ, đúng không quý vị? Tôi rất là ngưỡng mộ cái tình bạn này. Quý vị thấy sao quý vị? Chứ tôi ngưỡng mộ dữ lắm luôn. Tôi ngưỡng mộ đến nỗi mà tôi nói không nên lời luôn đó quý vị. Rồi bây giờ quay qua trở lại cái vấn đề mà cái viện mà riêng tư của anh hai và em Nha Khoa. Đó, thì trước đó một cái cô bạn này chúc mừng nói như thế này đây quý vị. Mời mọi người nghe. Thật sự đi Thái Anh Vũ Lân với Phương Lê chụp hình hôm nay đi cũng vui lắm. Hai người cứ vậy đi, hai người chụp hình ôm nhau hôn nhau nữa càng vui nữa, cứ vậy cho đi. Không, Phương Lê bữa nay ốm đồ, thân hình mảnh mai rồi, chụp hình quá sức đôi rồi, chờ ngày chúc phúc cho hai người thôi. Hai người cứ vậy đi, nó không có cưới hỏi gì cũng được, cứ hạnh phúc như vậy là ok rồi. Rồi tức là cái clip này á, là cái người bạn chúc mừng em Nha Khoa với lại anh hai là như vậy á, là cứ như vậy đi, cứ hạnh phúc như vậy đi. Đó, chúc mừng nha quý vị. Rồi quý vị nghe một cái clip khác cũng người bạn này nói như thế này đây quý vị. Ngộ lắm, tôi nghe tôi thấy nó ngộ lắm, nó kỳ lắm quý vị. Cho nên là mọi người nghe đi, nghe cùng với tôi rồi nhận xét nha quý vị. Đó, cái clip này là chúc mừng nha. Rồi bắt đầu tới clip này nè. Em có biết đó là ở trong team á, là tâm sự là quen ai là đã giao nhiệm vụ cho hết rồi không? Ông nội kia cũng quen trợ lý, nó cũng quen trợ lý, là hai bên hợp tác với nhau để đánh kia thôi, đánh lừa bên gia đình thôi. Em hiểu không? Chứ ở đây không có nói xạo, do ghét là nói vậy thôi đó, em hiểu chưa? Nói thiệt á, là tôi phải biết là chúng tôi đã từng chơi với nhau và biết rất rõ về nhau đó, và chúng tôi nói cái gì cũng là sự thật hết. Hiểu chưa? Có nghĩa là tớ đã xác định với nhau rồi, ông kia là quen thằng kia, nó quen thằng này, kết hợp lại để mà chờ lắp liếm cái chuyện là ở trong tình nó cần cầu cứu thì nó chờ ông giúp. Chứ còn cái chuyện đây là nói thẳng ra luôn, chứ không phải là trong giờ cho chuyện riêng tư nữa mà em vô đây chửi vậy. Em nói chuyện hát chụp, nói nữa không chịu lo từ môi ra được đó nha. Ủa làm sao quý vị? Ủa ơi, cái clip bên kia là khen quá trời luôn, chúc mừng cho hai người cứ vậy đi, hạnh phúc vậy đi, rồi chờ ngày chúc phúc cho hai người. Lên trên mạng á, chúc mừng vậy, rồi xong rồi bắt đầu cái hổng vui. Hổng vui rồi bắt đầu cái có chuyện đấu đá với nhau. Không hài lòng gì nhau, cái tự nhiên nói là ở trong team á quý vị, là đã giao nhiệm vụ cho hết rồi, là ông này á là quen thằng này, rồi cái con này thì lại quen cái thằng kia, nhưng mà chẳng qua là lên làm để che mắt cộng đồng với lại là che mắt gia đình. Ủa là gì vậy? Ủa làm sao? Cũng có một người thôi quý vị, cũng một người bạn này nè, mà cái lời nói nó lại khác nhau. Cái lúc mà chơi chung với nhau thì lại lên chúc mừng, rồi xong mà bắt đầu cái bây giờ cơm không lành canh không ngọt, rồi bắt đầu ra khai ra là nói là chẳng qua là giao nhiệm vụ cho là ông anh hai á là yêu cái thằng kia, còn cái em Nha Khoa thì lại là yêu cái thằng trợ lý. Ủa làm sao quý vị? Giải thích giùm tôi coi làm sao quý vị. Cũng là một người nói đó mà sao lời nói hay lời nói khác biệt nhau, làm sao quý vị? Rồi rốt cuộc là mình tin lời nói của ai, đúng không quý vị? Cho nên là tôi không cần biết là ở trong team, tôi chỉ cần nhìn sơ là tôi biết rồi quý vị, không có tình yêu nào hết. Nhưng mà tại sao hồi cái lúc đó là cái em này đi lên nói rằng chúc mừng cho hai người cứ như vậy đi, thì có phải là cùng bắt tay nhau để diễn, để lừa cộng đồng mạng không quý vị? Rồi bây giờ cái không vui, bây giờ cái không chơi nhau nữa, bắt đầu khai thiệt,
lên nói xấu trên cộng đồng mạng. Vậy thì tình bạn giữ chưa? Đúng không? Thân nhau giữ chưa? Bạn thân đó hả? Cho nên tôi nói rồi, bây giờ bắt đầu khai ra hết. Hỏi là em nha khoa, khi mà đến với lại cái em vô ơn này, bà dám nói rằng là bà đến không vì vụ lợi không? Bắt đầu khai ra. Rồi xong rồi chuyển qua nói ông anh hai á, là anh giúp gì được cho nó, hay là anh lợi dụng nó. Ghê không quý vị? Là bắt đầu khai ra hết rồi. Thì quý vị có tin lời tôi chưa? Đúng không? Thân nhau lắm mà. Đó, bây giờ môi ra. Rồi bắt đầu nói tới cái vấn đề mà thôi tiền luật sư đây quý vị. Tức là lần đầu tiên ông anh hai gặp cái em này búa cột đó quý vị. Thì bắt đầu là nói tới vấn đề tiền bạc là nghe hỏi ôi rồi. Nhưng bắt có cái là vậy nè, ông anh hai nói là lúc thời điểm đó có rất là nhiều người đại gia muốn đến để giúp đỡ cho các em vô ơn này. Nhưng mà anh ấy sợ những người trong showbiz, anh ấy sợ những người làm YouTube, cho nên anh ấy mới chọn cái em này là tại vì bên Mã Lai về, nghĩ là chắc có lẽ là không biết gì hết, cho nên là mới chọn. Thì dĩ nhiên cái người mà đại gia để muốn mà tìm đến để giúp đỡ thì dĩ nhiên giúp đỡ bằng hiện kim, giúp đỡ để thuê tiền luật sư để thuê, đúng không quý vị? Thì lúc đó nói là 300 triệu. Đây, mời mọi người nghe cái khúc này đây nè quý vị. Chi phí nó vậy đó, chi phí nó 300 triệu. Thì tao nghe câu đầu, câu sau, tao nghe tưởng 300 triệu là tao bắt đầu là tao nói sao nói vậy thì tao giải chết chân hửng á, hiểu không? Ừ. Lúc đó con bóp nó mới dỗ dành tao, hiểu không? Lúc nó dỗ dành, nó nói là chị ơi, anh em mình lo cho em này à. Vậy thôi chứ không phải, chị đừng nghĩ gì, em số tiền này nó lớn. Ủa ngộ ta? Ủa sao cái em đại diện phát ngôn này lên nói là cái tiền luật sư bỏ ra tới 1 tỷ luôn mà sao giờ có 300 triệu là sao? Đúng không? Mà trong khi đó nói là đại gia, mà tới á, là nói là cái tiền phải thuê luật sư là 300 triệu. Cái nói là tao nghe tao hỏi ôi rồi đó. Ủa gì kỳ vậy? Vậy là rốt cuộc là đến giúp giúp gì? Đến giúp để chửi lộn hả? Đúng không? Mình là đại gia đến để giúp là chủ yếu để giúp gì? Giúp để thuê tiền luật sư. Ủa vậy sao lên mạng nổ tới 1 tỷ dữ vậy? Mà trong khi đó nói là cái tiền thuê luật sư là 300 triệu. Ủa làm sao? Nó hơi gây cấn ngay chỗ này đúng không quý vị? Nó gây lộn nhau đã rồi bắt đầu cái bắt nó môi ra những cái chuyện lúc này nó nói thật á. Lúc này nó nói thật á. Thì mới lòi ra là thì ra là tiền thuê luật sư là 300 triệu. Đó. Mà hồi cái lúc mà thuê tiền luật sư 300 triệu là cái người luật sư của ông anh hai tìm, chứ không phải là người luật sư của cái em múa cột này đem về. Rồi sau này bắt đầu cái em múa cột này mới không có chịu đồng ý là thuê cái luật sư mà của ông anh hai, mới lấy cái luật sư của cái em múa cột này là các em luật sư Facebook đó quý vị. Đó, bắt đầu nhảy lên nói 1 tỷ. Ủa sao 300 triệu không chịu thuê mà đi thuê luật sư 1 tỷ? Ủa ngộ vậy? Đáng lẽ là 300 triệu chê mắc, mình phải thuê luật sư nào 200 hoặc là 100 triệu cho rẻ chứ. Vì sao lại 300 triệu chê mà lại đi thuê cái luật sư là tới 1 tỷ đồng làm sao ta? Cái vụ này gai cấn nha. Cái vụ này biết xảo rồi nha, ngộ ngộ nha quý vị. Cho nên là quý vị à, từ đầu tới bây giờ đó quý vị, là chúng ta bị tụi nó dẫn dắt xỏ mũi đi một vòng hơn một năm nay. Rồi cái tiền luật sư bỏ qua bên, bây giờ nói về tới cái vấn đề mà chuyện đời tư của em nha khoa anh nữa đây nè quý vị. À, chính miệng của mình lên nói là chúc mừng anh hai với lại em nha khoa, hai người không cần cưới nhau, hai người cứ ôm nhau hung nhau chơi vui vẻ hạnh phúc vậy đi, chỉ chờ ngày chúc phúc thôi. Cái xong bắt đầu cái bây giờ lên lại phanh phui khai cái chuyện của em nha khoa như thế này, là khai là cái em mà trợ lý của nha khoa ở bên cạnh, khai tiếp nè quý vị. Sao sao ví dụ gì không biết để đứng đây giúp cho nó, cho người yêu gì mà yêu. Trời ơi, sao cứ chơi chồng cái việc điều hòa gì em? Chúng tôi là có một tình yêu thật, tình yêu thật. Đó là bạn trai của tôi. Chứ thằng kia là vợ chồng bao nhiêu năm rồi mà, nó từ bên Mỹ về Việt Nam rồi mà em nói gì vậy? Làm sao mà ông không có thích chơi chép nha. Thích con gái, trời ơi. Nó khai ra cái thằng kia bên Mỹ về làm người yêu bao nhiêu năm rồi. Không, cái vấn đề này là nói người yêu của ông anh hai, là cái hàng nhóc ở bên cạnh anh hai, cái thằng đẹp trai đó quý vị. Người yêu bên Mỹ về yêu nhau bao nhiêu năm rồi. Trời đất, cười khai ra hết trơn. Vậy thì hồi cái lúc đó mình lên mình lừa cộng đồng mạng hai người yêu nhau thật, thì có phải là mình đang bắt tay để lừa cộng đồng mạng hay không? Đúng không quý vị? Quá trời quá đất rồi. Xong rồi bắt đầu cái vụ mà nói là cái vấn đề mà mua cái căn nhà kế bên á, là nói em nha khoa là mua cái căn nhà kế bên nhà của em vô ơn đó quý vị. Thì lúc đó YouTube quay quá trời, nó căn nhà bán mấy chục tỷ gì đó. Xong rồi bắt đầu nè quý vị nghe nè, nghe cái em đại diện múa cột nói nè quý vị, nói về cái vấn đề đó nè. Rồi xong để tôi nói cho mọi người nghe.
tìm hoài nó không ra cái clip đó quý vị. Tôi nhớ tôi có lưu lại rồi mà giờ quên mất tiêu rồi thì không ra. Tức là cái em múa cột này nói á, là cái em qua hậu nha khoa này là nói dốc, là tới nói là mua cái căn nhà mà kế bên nhà của em vô ơn là mấy chục tỷ, là nói là bỏ tiền 32 tỷ để ra đóng một cái bộ phim phim cuộc đời của các em vô ơn đó quý vị. Nhưng chỉ nói cái miệng thôi hà, chứ không có làm. Đó. Trong khi đó đó, em ấy nói gì sao không? Tôi không nói thôi chứ tôi nói là tôi làm. Là cái em này nè quý vị, để tôi đọc một cái status như thế này. Ê vô ơn với lại múa cột, mua lại cái nhà từ đường dòng họ Võ cho chú Năm rồi, sao không chịu nhá nhẹ cho cộng đồng mạng xem chơi, mà lên xạo cứ nói hoài hàng tôm hàng cá mà chúng mày cứ thích ngại ghê. Tức là cái em múa cột này nói á, là đứng lên mua lại cái căn nhà từ đường của cái cô Sáu Hồng Nhung hồi đó bán là mười mấy tỷ, mua lại trong vòng một rót nhạc cho nhỏ này. Ủa sao không chịu đưa cái đó lên đi, mua lại cái căn nhà từ đường, tại sao không khoe lên đi? Ở cái quần què gì cũng khoe hết mà, cái gì cũng khoe hết đó quý vị. Là mua cho cái tủ lạnh, mua cho cái máy lạnh, gắn cái camera, rồi chuyển tiền cho tiền cũng đăng lên, mà tại sao căn nhà mười mấy tỷ mua lại cho cái con vô ơn rồi cái căn nhà từ đường đó, tại sao không đưa lên cho mọi người thấy? Ý nó nói rằng là cái em nha khoa này nói là chỉ nói cái miệng chứ không có làm. Còn nó nói mua căn nhà từ đường là nó mua mười mấy tỷ, là nó mua cái rập cho nhỏ này. Vậy thì mua chưa? Xạo đi quen hả quý vị? Còn nói về cái vấn đề mà em nha khoa để mà quay phim 32 tỷ nè quý vị, cái đó cũng là xạo. No. Cái nào nói đúng thì mình nói quý vị. Không có ai điên mà tự nhiên bỏ 32 tỷ để làm cho cái bộ phim mà cuộc đời của các em này cả. Tại cuộc đời nó chả có cái quái gì để làm phim cả quý vị. Đó. Em nha khoa sẽ làm lên một cái bộ phim, phim ngắn, hiểu không? Tức là bộ phim một tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi, thì cái vốn bỏ ra khoảng tầm trong 1 tỷ đổ lại, tức là quay để chơi thôi quý vị, 1 tỷ đổ lại. Chứ 32 tỷ là không có nha quý vị, 32 tỷ là nổ. Nhưng sau khi cái dự án mà định làm cái phim ngắn đó đó, thì là anh Nguyên Vũ sớt đi làm trước. À tìm ra rồi quý vị, tìm ra cái clip này rồi, mời mọi người nghe nha. Nghe mắc cười lắm quý vị, nó làm như là lá mít vậy đó quý vị, nghe nè. Nếu giàu thì có 30 tỷ làm phim rồi, đâu phải nói xong rồi quẹt mỏ. Ừ, tao nói Vũ thôi. Đó, bây giờ tôi bảo 15 tỷ, bà bảo 15 tỷ. Lời bà lấy, lỗi tôi chịu với bà. Thôi, không làm nữa. Chứ có đó mà làm. Tiền đó mà không làm. Không mua nhà cũng mớm đâu, không mua nhà còn cũng mớm đâu. Anh chứ chị sẽ mua nhà 30 tỷ, 20 tỷ gì đó, có mua đâu, tao nói mày mua là âm thầm mua. Như tao nè, ừ, mớm, mày lên mày lấy cái nhà từ đường, tao mua cho mày đó. Mày đứng tên đó, là mua, là mua. Chứ không có ông cái kiểu mà lên trời ơi anh chị mua lên rồi mày nghe cái vụ gì nữa chưa, cái vụ vô trong đó là tập trời ơi cái vụ này mày biết mày quên rồi nè. Chuyện gì? Ông Vũ ông điện cho mày chứ cho tao chứ cho con mới là bình thường mà đúng không? Thì bình thường chứ tao đâu có dính với ông Vũ. Đó ghê không, nói mua một cái căn nhà em nha khoa, nói mua căn nhà kế bên em vô ơn là 30 mấy tỷ, nói mua cũng có mua đâu. Rồi xong mà nói là bỏ tiền ra làm phim 32 tỷ á, là nói là giờ á là em múa cột 15 tỷ rồi em nha khoa 15 tỷ, nếu lời thì bà lấy, còn lỗ tôi chịu. Đâu làm, đâu tiền đâu làm. Mà trong khi đó nha, mình nói cái nào nó cũng phải cho đúng. Thực tế trước mắt là em nha khoa người ta có nhà, người ta có xe, mà siêu xe không nha quý vị, có công ăn việc làm đàng hoàng, mà nó nói người ta không có tiền. Mà trong khi đó là nó nói nó có tiền bỏ ra 15 tỷ mà nó chê, nó nói em nha khoa đó là không có 15 tỷ để bỏ ra làm phim, mà cái nhà từ đường đó nó mua lại cho cái em vô ơn đó quý vị, cho em vô ơn đứng tên. Mà cái nhà từ đường đó quý vị, nói mua lại cho cái em con nuôi này đứng tên. Ôi vậy rồi sao không chịu phót lên luôn, xạo quá. Một cái căn nhà từ đường mười mấy tỷ đó quý vị, mà nói là mua cái căn nhà từ đường đó để cho em này đứng tên. Cậu đó cô giàu dữ vậy trời, trong khi đó bản thân mình không có một đồng. Bản thân mình là đầu đường xó chợ, một cái chiếc xe đơn giản, xe hơi để phục vụ mình ở tại Việt Nam cũng có, mà dạng như xe 300-400 triệu thôi, chứ không phải là xe sang hay siêu xe gì cũng không có. Mà mua cho cái em con nuôi này lại một cái căn nhà từ đường là tới mười mấy tỷ, mua cái rụp cho cái em con nuôi này đứng tên luôn. Đưa cái giấy tờ nhà đó lên coi coi. Mình lên mình nói chơi cho cộng đồng mạng im chơi, hay là mình cũng lên mình nổ mình có cái quần què họ, đúng không? Em nha khoa ta có rõ ràng à, cái này là tôi phải binh em nha khoa mới được nha quý vị. Nha khoa người ta rõ ràng, còn nói vấn đề bỏ 12, 32 tỷ làm phim là tại vì nha khoa nó quá trớn cái miệng, nó xạo, nó nổ.
Chứ nếu như mà nói làm phim á, mà tầm 1 tỷ đổ lại để làm một cái clip để cho vui đó, là trong cái bộ phim đó có em Nha Khoa tham gia luôn. Hiểu không? Tức là ta làm một cái bộ phim để làm kỷ niệm cho người ta, có con nhỏ kia đồng dậy 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 luôn. Chứ không phải là làm phim ba mấy tỷ đó. Rồi còn nói bỏ 15 tỷ. Cái bản thân á, một cái chiếc xe 500 triệu còn không có mà mở miệng ra nói là hùng 15 tỷ. Trời ơi, tao nói nó lùa gà quý vị ơi. Nó lùa gà, nó xạo như vậy chỉ có một cái đàn bò tin thôi chứ không ai tin hết trơn đâu quý vị. Trời đất ơi, ủa người dân mà. Người dân, ta nổ vậy thôi. Hiểu không? Chứ làm gì có vụ mà bỏ tiền một cái người kinh doanh giỏi, một cái người thông minh á quý vị. Đâu có ai tự nhiên bỏ tiền qua cửa sổ bao giờ. Người ta bỏ tiền ra một, người ta phải lấy lại 10. Chứ không ai ngu mà tự nhiên bỏ tiền mà khơi ra làm 32 tỷ chứ không phải là 32 triệu. Mà nó cũng không phải là 320 ngàn, không phải là 3 triệu 2, 32 tỷ là 32 tỷ đó là một cái con số. Thậm chí cả gia tài của người khác làm cả đời cũng có, làm gì có vụ bỏ ra làm một phim cho nó. Hiểu không? Bây giờ quan trọng nhất nè, mình nói người ta, mình chửi Nha Khoa là bây giờ là không có tiền làm phim, nổ nó đi mua nhà kế bên mà nó cái miệng không muốn làm. Nếu như người ta mua nhà, người ta sẽ mua trong âm thầm, giống y hệt như tao nè, mua trong âm thầm cái căn nhà cho mớm đứng tên, phát cái sổ đó lên coi, post cái sổ đó lên cho cộng đồng mạng người ta thấy, người ta lé mắt chơi coi. Còn nếu như không post lên được là mình là cái loại nói dắt nổ xạo xạo ke nguyên năm nổi quen, phải không? Rồi bây giờ tới cái vấn đề là phần trả lời khán giả nha quý vị. Thì có một cái vị khán giả gửi về nói như thế này đây quý vị. Lâu rồi em không có theo dõi thường xuyên câu chuyện nhà của cố gia đình nghệ sĩ Vũ Linh kể từ ngày chị bị công kích, nhưng lâu lâu em cũng xem một tin và càng ngày càng thấy hoang mang và thất vọng chị ạ. Khi xảy ra vụ việc của chị, em cũng xem như chưa nhìn nhận ai đúng ai sai. Nhưng rồi lần lượt từng người Mỹ Tế, chị My Sơn, chị Phương Lê, luật sư Kha, Trang Vina, thám tử Niu Xuân, rồi đến nghệ sĩ Vũ Luân thì thật sự quá đáng thất vọng. Em còn nhớ ngày đầu tiên em đến với drama này là ngày ông anh hai và em vô ơn lên trên mộ. Hôm đó em có nghe ông anh hai nói, em mới theo dõi. Khi vô ơn nói về chú Bảy, em không tin vì em rất thích nghệ sĩ Tiểu Linh, trước cả cố nghệ sĩ Vũ Linh nữa. Em cũng mừng vì chú Bảy không nói gì, nhưng sau 2 ngày đó chú Bảy đã lên tiếng thách thức thử ADN. Thật sự em rất bất ngờ và không còn thích chú Bảy nữa. Em nhắn ngay với lại vô ơn, dù không biết em ấy có độc hay không. Em bảo vô ơn em không được manh động. Đó là cái tâm thực của người khán giả yêu thương cố nghệ sĩ Vũ Linh chị ạ. À, rồi em biết đến chị từ bài phân tích phần 6. Nghe xong em nhảy vào comment, cũng như nhiều khán giả khác cũng comment với chị và nhờ chị thay mặt khán giả của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh để đến tư vấn cho em, vì em ấy khờ quá, ra tòa sẽ bị người ta ăn hiếp thôi. Chị từ chối nhiều lần trong lúc hỗn loạn. Vô ơn nó có biết ai đâu mà nó tin mà nghe. Nhưng rồi chị cũng đến với vô ơn, em thấy rất là mừng cho em ấy. Xong quay sang thấy trang của em Vina cũng có giới thiệu luật sư, nên em cũng yên tâm cho em vô ơn có người bảo vệ. Vậy mà càng ngày càng về sau, mọi sự càng rối loạn, tà chính bất phân, trắng đen đảo lộn, thị phi hỗn hợp. Thật sự em có nghe đoạn ghi âm của chị và anh Vũ Luân, em thấy rất là bình thường luôn á chị. Không có gì đáng để cho chị và anh Vũ Luân bị công kích cả. Vậy mà sự việc càng ngày càng đi xa. Từ vụ đó em không theo dõi nhiều nữa và cũng không muốn tìm hiểu ai đúng ai sai làm gì. Nhưng rồi lần lượt từng người bị tế, càng ngày càng thấy nó vô tri quá, chỉ thương cho người nghệ sĩ tài hoa đó. Đến lúc chết vẫn không được yên, không biết khi nào thì ông ấy mới được siêu thoát. Nghĩ vậy mà thương cho ông cố nghệ sĩ gì đâu á chị. Là một người khán giả mộ điệu đối với sân khấu cải lương, một khán giả lâu năm của cố nghệ sĩ Vũ Linh, em thật sự rất xót xa cho ông ấy. Có lẽ đây là nghiệp duyên tiền kiếp của ông ấy đã nợ, nên kiếp này ông ấy phải trả suốt cả cuộc đời, cho đến khi nhắm mắt vẫn không thể xuôi tai. Đúng là oan nghiệt, đúng luôn, gọi là nghiệp duyên kiếp trước, trả cả đời cho đến khi nằm xuống trả vẫn không hết. Cho nên đọc cái bình luận này thì các em khán giả này rất là hiểu tôi và xem tôi từ đầu nha quý vị. Xem tôi từ lúc phần 6 cho đến bây giờ. Thì lúc đó có rất là nhiều người khán giả năn nỉ tôi xuống giúp đỡ cho em ấy. Tôi có trả lời một câu như thế này:
là ở trên cộng đồng mạng hiện tại bây giờ là đang trong lúc đó không biết là ai thật ai giả và ai tà ai chính. Cho nên khi mà mình tiếp xúc đến em ấy sẽ suy nghĩ rằng là à, người này người tốt hay là người này bị cài để trà trộn vô. Tại vì lúc thời điểm đó lúc nào cũng là đi du khống cho bên phía chị Hồng Nhung là vô bỏ bùa nè, rồi vô để hại nè. Thì khi mà tự nhiên kêu mình vác cái mặt mình đi xuống dưới, rồi em ấy có nghĩ mình là người tốt hay không? Hay là em ấy nghĩ rằng là à, mình là một cái người của bên phía chị Hồng Nhung cài vô, cho nên tôi từ chối tôi không đi, tại vì em ấy không biết tôi là ai cho nên tôi không có đi quý vị. Rồi rốt cuộc là rất là nhiều người năn nỉ mong muốn tôi đi xuống dưới. Thì lúc đó tôi mới nhắn tin cho em ấy là tôi là chị Misan đây, chị muốn xuống nhà để gặp em, để giúp đỡ em về vấn đề ABC. Thì khi tôi nhắn khoảng một tuần sau em ấy mới trả lời và em ấy chấp nhận để mà gặp mặt tôi. Thì lúc đó tôi mới xuống quý vị. Phải hẹn trước và để cho người ta biết mình là ai và người ta chấp nhận gặp mình thì mình đi. Còn không thôi chứ dắt cái mặt xuống mình có sĩ diện mà quý vị, với hai nữa mình đi xuống giúp đấu té là tiền gì cho mình đâu, mình đi làm gì, không có rảnh quý vị. Đó, thì nói chung là chẳng qua là khán giả năn nỉ thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình cũng muốn giúp em ấy, tại lúc đó mình thấy em hiếp quá, muốn giúp quý vị. Đó, đơn giản vậy thôi. Chứ mà nói mà để mà giác cái mặt xuống dưới để mà lấy thông tin để nói, trước khi mà tôi xuống tôi gặp các em vô ơn đó quý vị, là tôi ngồi tôi phân tích ở nhà có rất là nhiều người hâm mộ tôi mới năn nỉ tôi đi xuống dưới giúp em ấy, chứ đâu phải là nhờ em ấy là khán giả mới biết đến tôi. Phải nói như thế này, nhờ có tôi thì khán giả mới hiểu được em ấy nhiều hơn và yêu thương em ấy. Cho nên trong cái bài cuối cùng này của em nói là chắc có lẽ là ông cố nghệ sĩ là nghiệp duyên. Nghiệp duyên với ông ấy mà đến nỗi mà tiền kiếp đó quý vị, đến kiếp này trả cả đời, khi mà nằm xuống rồi cũng phải trả. Tức là thay vì người ta là khi trả nợ là nó cái kiếp mà họ còn sống họ trả thôi quý vị. Và khi mà họ xuôi tay nhắm mắt là coi như là họ đã trả xong cái kiếp nợ của họ rồi. Nhưng họ còn sống trả chưa đủ, khi mà nằm xuống vẫn phải trả, để cho nó lấy cái hình ảnh của mình, lấy cái thể xác của mình đó quý vị, để mà trả nợ cho nó. Nói đúng dễ sợ không quý vị? Ai thấy cái comment này đúng, ai thấy cái bình luận của một vị khán giả này đúng, thả trái tim đi quý vị. Rồi thêm cái bình luận khác đây quý vị. Hổm rài đợi cái ngày này nè mọi người, hồi trước khó khăn thì gọi anh hai như gọi đò, bây giờ nó khá giả lên từng ngày, có tiền rồi nó trả lại, tức quá dậy lên. Đúng vậy đó quý vị, đúng không? Hồi cái lúc nghèo, hồi cái lúc khổ gọi như gọi đò, anh hai ơi cứu em, hoặc chị Mi Sơn ơi cứu em, chị Nha Khoa ơi cứu em. Đó, bây giờ là nó giàu rồi, nó không cần cái sự hỗ trợ bất kỳ của ai nữa, là bắt đầu là nó lên nó trả tiền lại, mà nó trả tiền xong rồi nó sỉ nhục người ta. Chứ không phải là bây giờ có tiền rồi anh hai ơi, hay là chị Mi Sơn ơi, hay là chị Nha Khoa ơi, hồi lúc giúp em như vậy, bây giờ cho em xin trả lại, em mang ơn cái tình của các anh chị đã giúp đỡ em cái lúc em đang khó khăn. Không phải nó trả nợ theo cái cách đó, mà nó trả để nó sỉ nhục người ta quý vị. Đó, thì ở bên dưới cái bài đăng này có một cái vị khán giả vô nói như thế này: ai cũng trả, sao Mi Sinh Thiện không trả? Biết sao không chị? Là tại vì á, cái món quà của chị Mi Sinh tặng á, nó chưa có quy ra thành tiền được, nó không biết cái món quà đó giá trị bao nhiêu, cho nên là nó phải quy ra thành tiền, mà phải cho chính xác cái giá trị đó. Mà tại vì cái món quà mà em tặng nó chỉ duy nhất là tiệm vàng em có bán, những tiệm vàng khác đâu có bán, cho nên nó đâu có tìm trên mạng được, cho nên nó không thể nào quy ra được thành tiền để mà nó chuyển trả cho mình. Chứ cả nó quy ra được thành tiền đó thì nó cũng chuyển, và nếu như nó có số tài khoản là nó cũng chuyển, là lên nó làm dục nặng nề hơn. Mà nội chỉ cần mà nó nói mình đòi quà, chỉ cần nó lên nó nói nó trả quà, nó lên nó nói mình đòi, là như vậy thôi là nó đã hại mình lên bờ xuống ruộng rồi. Chứ đâu có cần phải chuyển khoản hay chuyển tiền để trả đâu chị. Mà không có người nào mà nó trả quà hai lần đâu nha quý vị. Chỉ có duy nhất em Mi Sơn là tụi nó trả quà hai lần. Nó đem lên hai lần để nó hại người ta lên bờ xuống ruộng. Đó rồi rốt cuộc đâu có trả. Không có trả là tại vì nó ăn giọng, hoặc là nó làm cái gì rồi nó không có để nó trả đó quý vị. Quý vị có nhớ là hồi cái lúc đó là cái em múa cột nói sao không? Để coi cái đai bông đó đó, cái đôi bông đó đó, để đi coi coi là đó là hộp sòn hay hộp ơn hay là hộp mít. Mất dạy không quý vị? Để coi cái đó là hộp gì, rồi để quy ra thành tiền để trả. Đó là loại người vô ơn mới nói như vậy quý vị. Rồi, ở bên dưới có một con bò bình luận binh vực như thế này đây quý vị. Mình nói cho cái người đăng cái bài này nè, người ta khó khăn, ai tự nguyện giúp vô ơn
chứ nó không có xin. Giờ có bao nhiêu đó, mắc cái gì mà nhắc. Con vô ơn nó gửi lại là nhục, chứ nó đâu có giật đâu. Đây là cái loại vô ơn quý vị chứ không phải bò. Đây là một cái loại người sống vô ơn cho nên mới nói như vậy. Ý nó nói rằng là người ta đến tự nguyện để giúp, chứ con nhỏ này nó đâu có mượn và nó cũng không có đòi. Thì bây giờ nhắc thì nó gửi nó trả thôi, chứ nó đâu có giật. Những con người mà nói như thế này nè, ồ lấy tên nước ngoài rồi dữ dội lắm quý vị, gì Jessica Nguyễn, độ tên nước ngoài, mang tên nước ngoài mà cái lối sống như là những cái kẻ ở trên rừng trên rú vậy đó quý vị. Ủa mình sống ở nước ngoài mà cái việc hiểu chuyện mình không biết hả, mà mở miệng ra nói chuyện giống y như là một cái người mà sống ở trong rừng vậy hả? Vô sống với khỉ, vô sống với lại mấy cái con bò đó quý vị, nó mới hợp. Có ai mà mở miệng ra nói chuyện kiểu đó không quý vị? Vô ơn mới binh vực. Cho nên tôi nói rồi, đến thời điểm này nó đã rõ ràng. Nếu như những người nào mà u mê mù quáng mà binh vực thì nó có hai loại người. Bây giờ là Jessica muốn mình là một loại người nào? Jessica Nguyễn nè, em muốn em là một cái loại người như là một con bò, hay là em muốn em là một loại người sống vô ơn? Tức là chỉ có hai loại người. Hiện tại bây giờ hai loại người binh vực cái em vô ơn này. Một là đàn bò ngu ngốc, hai là loại người sống vô ơn. Thì Jessica cho em tự trả lời, em là loại người thứ nhất hay là loại người thứ hai? Trả lời cho chị đi. Rồi bình luận tiếp theo của một vị khán giả khác đây quý vị. Chào Mi Sơn xinh đẹp dễ thương nè. Hôm qua chị xem phần 131 của Mi Sơn, thích quá chừng luôn và rất mừng khi Mi Sơn bây giờ có nhiều người đã hiểu và yêu thương Mi Sơn hơn, chứ không như 9 tháng trước chị biết tấn công Mi Sơn. Đúng là vàng thật thì không sợ lửa, cho nên chị càng ngưỡng mộ Mi Sơn nhiều hơn nữa, nhất là những phản biện vô cùng tuyệt vời. Người hiểu sẽ vỗ tay tán thưởng, còn người u mê thì chắc chắn tức ói máu luôn ấy chứ. Thiệt á, cái người hiểu. Bởi cho nên là những cái phân tích của Mi Sơn đó quý vị, thì những người mà hiểu biết họ rất là đồng tình, còn những người mà không hiểu biết, những người có lối sống vô ơn thì họ sẽ nhảy dựng lên, họ chửi và họ tức ói máu. Nó là vậy. Cảm ơn chị. Và đến thời điểm này, 9 tháng trước em bị tất cả tấn công, và hiện tại bây giờ em không bị tấn công, cái việc đó em không mừng. Mà em mừng nhất là cái vấn đề tất cả những người trên cộng đồng mạng mà theo dõi cái vụ drama của ông cố nghệ sĩ Vũ Linh, mọi người đã sáng mắt và đã nhìn nhận ra là cái lũ đó là nó lùa gà và lừa đảo tình thương của cộng đồng mạng để trục lợi. Em mừng vì điều đó. Còn em mừng về cái vấn đề em được minh quang thì nó chỉ là một phần thôi. Tại vì với em luôn luôn nói câu này, vàng thật thì không sợ lửa. Đến một thời điểm nào đó thì vàng thật nó vẫn là vàng thật. Cho nên cái vấn đề mà vàng giả mà nói xạo là dĩ nhiên cái người mà vàng giả mà nói xạo, cái lúc đầu nó vậy, lúc sau nó quên, nó không nhớ. Đại khái là nhắc lại trong cái vấn đề mà thuê tiền luật sư đó quý vị. Thì nó lên trên mạng nó nổ với người ta là thuê 1 tỷ đồng, nhưng rốt cuộc nó chỉ có 300 triệu. Nhưng mà cái người luật sư 300 triệu của ông anh hai đưa đó là nó không có thuê, nó thuê người khác. Cho nên đó là cái vàng giả đó quý vị, nói xạo đầu đuôi nó sẽ không khớp. Rồi bình luận tiếp theo của một vị khán giả khác đây quý vị. Em chờ phần 133 của chị Mi Sơn nha. Hôm nay tới bây giờ em nghe cộng đồng mạng lùm xùm cái vụ bàn thờ, nghe mà nóng. Cái con quỷ vô ơn này quá chị ạ. À, chết rồi mà cái bàn thờ cũng không được yên, tội cho ông cố nghệ sĩ quá. Chị ơi cứ yên tâm đi, con vô ơn này nó sống như vậy là bị ơn trên quở chết luôn cho mà xem. Cái bàn thờ là quan trọng lắm, không quan tâm đến drama này từ khi video của chị bị nhập viện. Em cũng nhìn ra con người vô ơn ấy, mà nay cái vụ bàn thờ nữa. Em thấy rất nóng với cái cách hành xử này, vô ơn sống thua loài thú nữa chị ơi. Giờ nói sao giờ? Bây giờ nói sao giờ? Thiệt là một cái con người có lối sống vô ơn nó mới là như vậy. Cho nên khi mà dòm vô những cái con người mà có một cái lối sống nghiêm túc đó quý vị, đàng hoàng đó, người ta sẽ phản đối cái việc làm đó. Không ai đem cái việc bàn thờ ra, mà cái việc bàn thờ ra làm cho cha mình không yên ổn, chính bản thân mình, nhưng nó đem trút cái lỗi đó lên đầu cho ông anh hai. Nhưng mà thật ra ông anh hai đâu đụng chạm gì đâu quý vị, nó lên nó kiếm chuyện. Cho nên tội nghiệp nhất là ông cố nghệ sĩ. Đến thời điểm này nó vẫn đem cái bàn thờ ra. Hồi lúc mà hơn một năm trước nó đem cái bàn thờ ra, nó đi du khống cho em Kim Nga là đòi cái bàn thờ lại. Nhưng mà thật ra đâu có đâu, nó không cần cái bàn thờ đó, nó giục bàn thờ của người ta ra. Nó không cho lễ cái bàn thờ đó trong nhà để thờ cha của nó. Rồi đến thời điểm này á,
nó đem cái bàn thờ đó ra. Hồi lúc đầu tiên nó giục cái bàn thờ của ông Kim Nga ra, là bắt đầu là nó lấy cái bàn thờ của ông anh hai đem vô. Bây giờ nó đủ tiền rồi, bắt đầu nó giục cái bàn thờ của ông anh hai ra để nó chuyển, nó trả tiền, nó tự mua bàn thờ để đem vô. Thì chính bản thân nó để cho ông cha của nó không yên ổn. Rồi tiếp theo đây quý vị. Dạ thật sự không biết dùng cái từ nào để nói với cái loại này nữa. Bàn thờ mà nó còn dám đem ra để đấu đá với nhau. Em nói thiệt, cho dù chuyện này xảy ra đi nữa, và nếu như mình nghèo cỡ nào đi chăng nữa cũng ráng lo cái bàn thờ cho cha mình. Còn đằng này, người ta lo rồi nó không nhớ ơn, thì thôi đi, nó còn đi so sánh với chị ba, đem cái bàn thờ ra để đấu đá lên trên mạng. Cái gia đình không có ra gì, không biết xấu hổ, nay lại đem ra nữa. Loại người vô ơn này là tệ nạn xã hội. Em không muốn quan tâm đến drama này, ngán đến tận cổ luôn. Mà nghe nó nói động tới cái bàn thờ, em lại bức xúc quá. Em mà là người thân của nó hay là chồng của nó, chắc em đá cho nó gãy cái cổ họng nó quá. Bất hiếu. Chị yên tâm đi, con vô ơn này quả báo liền tay cho mà xem. Chị ơi, hát dở thì như hạch, mà họ cũng mời. Em không biết mấy người đó tổ chức văn nghệ, cái tâm của họ ở đâu và cái góc nhìn ra làm sao mà mời cái loại người như vậy để ô nhục cái nghề ca hát, nghệ sĩ, ca sĩ quá ạ. Chị Mi Sinh giữ gìn sức khỏe ạ. Mến chị rồi đó nha, mua đất lia lịa, chúc chị làm ăn như diều gặp gió. Quá trời quý vị. Thì cái vấn đề drama này đó quý vị, thì có rất là nhiều người không quan tâm, giống y hệt như em này, giống y hệt như tôi đó quý vị. Nếu như cái vụ bàn thờ này không đem ra mà không làm quá, tôi cũng không bao giờ tôi quay lại tôi nói đâu quý vị. Làm quá, cái sự vô ơn của nó làm quá, mà nó lại đi hại người khác. Cho nên là bao nhiêu người khán giả khác cũng có cái sự bức xúc giống y hệt như tôi. Cho nên là họ rất là mong mỏi tôi quay trở lại để nói về cái vấn đề này. Cho nên là em nói cái này rất là đúng. Cái bàn thờ của cha nó thì chính bản thân nó là người phải lo, chứ không ai có trách nhiệm để lo cả. Nhưng nó lại đem cái chuyện bàn thờ người ta mua cho cha nó mà nó không biết mang ơn, nó đem người ta la lên trên mạng để mà nó chửi rủa, nó xúc phạm người ta. Còn nói về vấn đề những cái tổ chức mà ca nhạc để mời nó hát á, những người đó không biết có cái góc nhìn ra sao mà mời nó, không sợ là ô nhục, hát thì dở như hạch. Thì thật sự ra là, nói chung là những người đó cứ nghĩ rằng là cái sự yêu mến của khán giả dành cho cái đứa con vô ơn này nó vẫn còn, cho nên họ lợi dụng vào cái tiếng tăm đó họ mời thôi, chứ không phải là nó hát hay mà họ mời. Cho nên khi mà những lời sau này, những lần sau này mà họ mời mà họ bán vé không được nữa, hoặc là có nó mà người ta không xem nữa, thì tự động người ta sẽ cắt thôi. Tại vì những người đó là kinh doanh em à, mình không trách người ta được. Còn cái câu này cuối cùng ơi nha, mến chị rồi đó nha, chúc chị là mua đất lia lịa. Dễ thương. Câu này chịu. Ok baby, cảm ơn em. Cái vụ mà bàn thờ đó nha quý vị, có rất là nhiều bức xúc, nhiều người bức xúc lắm quý vị, chứ không phải một mình tôi đâu quý vị. Chị yêu, hôm nay em thấy ngứa con mắt quá, em muốn nhắn tin cho chị lên tiếng cái vụ này mà em không dám, vì thấy chị không muốn nói tới đời drama này nên em sợ phiền chị. Nhưng em thấy con vô ơn nó mất dạy thật, đám tang ba của nó đông người xem đến như vậy mà bây giờ nó kiện cái vụ BH, xóa hết tất cả những cái hình ảnh ghi trong cái đám tang của ba nó, sau này người ta không còn xem được những cái hình ảnh cuối đời của ông cố nghệ sĩ nữa. Đồ vô ơn. Thêm cái ông Lương Tấn lên hát khùng điên, làm như là hay dữ vậy. Thì nói về cái vấn đề mà nó kiện về BH, nó con thắng rồi ba ơi, và cái bài hát của cái anh nghệ sĩ Ngân Tấn mà lên hát đó quý vị, thì hầu như ai ta cũng phản đối hết trơn. Nó thắng về cái vấn đề tranh chấp tài sản đi, thì cái người nào binh vực nó thì lên mừng, cái chuyện đó mình không nói quý vị. Còn đằng này là nói thắng để mà cho BH xóa hết tất cả những cái hình ảnh lưu giữ cái cuối đời của ông cha nó đó quý vị, đâu có ai xem được. Những cái kênh khác á, người ta chỉ chia sẻ những cái ở ngoài thôi. Còn cái kênh của BH đó quý vị, thì chia sẻ từng chi tiết những người anh em nghệ sĩ của ba nó đến chia buồn trong suốt trong những cái đêm đám tang của ba nó. Đó là lưu giữ lại kỷ niệm. Và những cái hình ảnh mà để lưu giữ lại là hàng ngàn người đưa đám tang của ba nó. Nó rất là vinh dự mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có được quý vị. Mà những cái hình ảnh đó thì đâu phải cái kênh YouTube nào cũng có thể quay lại được quý vị, chỉ duy nhất là trên kênh của BH mà nó yêu cầu xóa hết tất tần tật. Nếu như là một cái đứa con mà có hiếu thì nó yêu cầu kể từ bây giờ cái doanh thu đó, ví dụ vậy đó, tôi là người sở hữu, tôi là người nhận cái doanh thu đó của ba tôi, thì cũng dễ hiểu đi. Còn đằng này nó yêu cầu xóa sạch sành sanh, tức là nó không muốn giữ những cái hình ảnh đó lại cho ổng, thì nó có hiếu dữ chưa, đúng không quý vị?
nhìn vào những cái hành động này và mình đánh giá một đứa con, quý vị, con nuôi nha. Rồi, có cái bình luận như thế này để quý vị, em đánh giá cao chị My Sơn ở chỗ đúng sai rõ ràng. Đúng là đúng mà sai là sai. Mặc dù ông anh hai sai với chị, nhưng rõ ràng ổng không sai với đứa em nuôi của mình. Biết rõ ổng sai với mình, nhưng trong thời điểm này chị vẫn lên tiếng để binh vực ổng. Em ủng hộ việc làm này của chị, vì em nghĩ ông anh hai là một người nghệ sĩ ưu tú, cũng đồng nghĩa ổng là người có trí thức. Những việc làm của chị trong lúc này có lẽ ổng là người thấm thía nhất, hối hận nhất khi thẳng tay đạp chị xuống để cho cả cộng đồng mạng dẫm lên chị không thương tiếc khi mục đích của ổng không thành. Em chắc chắn sau drama này chị sẽ nhận được lời xin lỗi từ ông ấy. Không cần xin lỗi rầm rộ, chỉ cần một tin nhắn là đủ rồi. Có những lúc mình nói không cần họ phải xin lỗi, chỉ cần họ biết sai với mình là được. Nhưng khi nhận được lời xin lỗi mình vẫn vui hơn chứ, đúng không chị yêu? Nếu em là ông Vũ Lưng, em sẽ làm như vậy. Trong drama này còn một người em rất tiếc nữa, chính là ông nhà báo. Một người có trí thức sao lại ủng hộ một việc làm sai trái? Mình ủng hộ cái đúng thôi, còn cái sai thì mình phải lên tiếng chứ. Phải chi ổng là người không có học thức thì em không có nói. Còn đằng này là một người nhà báo đem ngòi bút của mình góp phần đẩy cái sai đi lên, thì thử hỏi làm sao mà bà múa cột và vô ơn không có bị ngáo, suốt ngày cứ lơ lửng trên chín tầng mây, không biết khi nào mới đáp xuống mặt đất. Thật buồn cho một người mang danh nghĩa là nhà báo. Chẳng lẽ người đời hay nói cái câu nhà văn thì nói láo, nhà báo thì nói thêm là có thật sao chị? Đó là nói về cái vấn đề cái em nhà báo song minh đó quý vị. Đó, thì trong cái câu chuyện này em nói là anh hai mặc dù có sai với chị, nhưng chị vẫn đúng sai rõ ràng. Thời điểm này chị vẫn lên tiếng binh vực anh ấy, là tại vì sao? Là cái vấn đề giữa anh hai với lại cái em vô ơn này đó, thì chị nhìn nhận là cái việc làm của em ấy đó là việc làm sai của một người vô ơn. Còn cái việc mà anh sai với chị thì là anh sai. Tại vì trong con người không phải lúc nào cũng đúng quý vị. Cho nên là cái việc làm của cái người đó, dù mình có yêu, dù mình có ngưỡng mộ, nhưng việc nào làm đúng thì mình sẽ ủng hộ. Còn cái việc nào làm sai của họ, nếu như mình không nói được họ thì mình sẽ không ủng hộ. Đó là cái việc để mình chứng minh rằng việc làm của họ là sai. Trong cái vụ việc này thì em nói là sẽ đến một ngày ông anh hai sẽ cảm thấy rất là hối hận và cảm thấy có lỗi với chị. Chỉ cần một tin nhắn xin lỗi cũng thể hiện được mình là người biết hiểu chuyện và mình biết sai. Cho nên là vì sao anh ấy phải xin lỗi tôi, là tại vì hồi cái lúc mà thời điểm đó anh ấy cùng bắt tay với lại cái em múa cột và cộng đồng mạng để dẫm đạp lên chị một cách không thương tiếc. Vì mục đích của ổng không thành, là tại vì mục đích của ông anh hai là cách đây 10 tháng trước ảnh muốn vạch trần cái em Mã Lai này rồi đó quý vị, muốn vạch trần cái em múa cột này rồi. Nhưng nhờ qua tôi cảm thấy cái việc làm của em múa cột là không đúng, tôi đồng ý để lên vạch trần. Nhưng khi tôi lên vạch trần không được đó quý vị, thì cái việc mà anh ấy nhờ tôi không thành, em anh ấy dẫm đạp tôi luôn, thì đó là việc làm sai. Ảnh không biết là đến thời điểm này anh hai và em nha khoa có nhìn nhận rằng đã sai với chị hay không. Chị không cần thiết điều đó. Chị chỉ cần trên cộng đồng mạng biết nhận xét được người nào đúng, người nào sai là được. Còn những người mà việc làm họ sai mà họ không biết nhận sai, không biết quay đầu, thì cái con người đó đó sẽ đến một ngày sẽ có người khác dẫm đạp lại mình còn đau hơn là họ đã làm với chị. Và hiện tại bây giờ là em nha khoa và ông anh hai đã nhận lấy cái dẫm đạp đó mà trước đây chị đã nhận. Và hiện tại bây giờ là cái quả báo đó ông anh hai và em nha khoa đang nhận đó em. Quá trời ý kiến rồi quý vị ơi, quá trời ý kiến của khán giả luôn quý vị. Đây, nhiều ý kiến của khán giả lắm luôn đó quý vị. Tại vì có rất là nhiều khán giả cũng giống y hệt như tôi, là đã lơ rồi, đã bỏ cái drama này rồi, cảm thấy nó không xứng đáng để cho mình theo dõi. Nhưng mà sau khi cái vụ mà đem cái bàn thờ ra để mà quậy phá ở trên cộng đồng mạng thì hầu như ai cũng bức xúc, chứ không riêng một mình tôi. Cho nên khi mà cái chuyện bàn thờ đó quý vị, thì có rất là nhiều người bức xúc và có rất là nhiều người có ý kiến trong vụ việc này. Tôi sẽ chia sẻ những cái ý kiến đó lên cho tất cả mọi người cùng nghe, để xem xét cái việc làm của các em vô ơn này, của một đứa con vô ơn này. Và phần 134 ngày hôm nay đó quý vị, thì nó đã quá dài rồi, thì Mi Sơn sẽ ngưng, tiếp tục theo phần 135.
Còn bây giờ thì phần 134 giờ hôm nay chia sẻ đến đây thôi nha quý vị. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Bye bye. Anh Nhân Haseyo, ta mê video mạnh na vô. Bye bye. Giữ dằn. Bà nội massage chưa đã, giờ kêu nội massage nữa kìa ông bà cô chú. Ơi quá trời quá tất thành tiệu rồi. Quá trời quá tất thành tiệu rồi, anh coi cái mặt kìa nó phê kìa ông bà cô chú. Hả? Đã chưa? Bà nội massage chưa đã, kêu nội massage nữa hả? Giờ mặt kìa. Tỉnh chưa? Phê. Tỉnh chưa? Ai chắc, làm gì đấy?